chương 491, yêu tộc thần ma ngay tại chịu chết trên đường. Khoảng qua hai ngày trôi qua, một cái tin tức nặng ký chảy ra. Tiêu Thiên Hữu muốn tại Thiên Ma đàm chuyển đổi tu vi, từ bỏ Diêm La trấn ngục kinh, chủ tu cửu chuyển Thiên Ma pháp. Cái tin này lập tức trở thành Thiên Ma tông trên dưới điểm nóng, trong khoảng thời gian ngắn thì đã lưu truyền sôi sùng sục, giống như bão tố như gió, bao phủ tông môn mỗi khắp ngõ ngách. Từ tứ đại pháp vương cho tới bất luận cái gì một tên phổ thông Thiên Ma tông đệ tử, toàn bộ đều đã rõ ràng biết không chỉ như thế bọn họ còn nắm giữ thời gian cụ thể. Ngày mai buổi trưa, thiên ma đàm. Cái này một đồng tin tức là bạo tạc tính. Cửu U Minh giáo năm đó không kém gì thiên ma tông, đây chính là độc bá tề địa, có can đảm rời khỏi phía tây trung nguyên, cùng chính đạo chư tông tranh hùng. Cứ việc bây giờ đã xuống dốc, có thể cửu U Minh giáo trấn phái thần ma võ học, cũng là không kém gì, cửu chuyển thiên ma pháp, truyền thừa, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới. Tiêu Thiên Hữu có can đảm trực tiếp từ bỏ Diêm La Trấn Mục Kinh, dự định chuyển tu cửu chuyển Thiên Ma Pháp, cái này một động tác là điên cuồng cũng là oanh động cái tin này trở thành thiên ma tông bên trong điểm nóng không biết có ít người bây giờ nói chuyện với nhau chủ đề chính là liên quan tới tiêu thiên hữu chuyển tu một chuyện mới trở lại thiên ma tông không lâu kim tôn cùng một độc cũng bị cái tin này rung động đến tiêu thiên hữu lại có dạng này quyết tâm đây là không ai từng nghĩ tới bất quá chợt kim tôn liền đã kịp phản ứng giả dạ, cái này nhất định là một cái tin tức giả tiêu thiên hữu bây giờ tu vi có thành tựu đã là cao quý võ đạo nhất phẩm thực lực thế này lại đi chuyển đổi căn cơ, cho dù là thiên ma bia lợi hại, thiên ma đàm có thế rất hoàn mỹ chuyển hóa, có thể tiêu thiên hữu thói quen, đây không phải thiên ma đàm có thể cải biến. Tiêu thiên hữu đã thành thói quen, diêm la trấn ngục kinh, bắt đầu tu hành cử chuyển thiên ma pháp về sau, khẳng định sẽ khắp nơi không thích ứng, tâm lý ngăn cách, cái này là rất khó vượt qua, mà lại loại này chuyển hóa về sau, liền xem như cảnh giới không thay đổi, pháp tướng sinh ra biến hóa, võ học thay đổi nhất là tiêu thiên hữu nguyên bộ học tập võ học đây chính là nhằm vào ở Diêm La Trấn Ngục Kinh Hạc mà không phải ở cửu chuyển thiên ma Pháp, sau cùng thúc động, khẳng định sẽ. Có vấn đề, đối tiêu thiên hữu chiến lực ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cần không phải não tử có vấn đề, chắc chắn sẽ không chuyển đổi chủ tu công Pháp, bình thường có can đảm chuyển đổi người, toàn bộ đều là nhất phẩm tuyệt học, hoặc là phổ thông thần ma võ học, tại học tập tiên thiên thần ma võ học về sau, thu hoạch được một lần kia tái tạo cơ hội. Một độc ở một bên mở miệng nói, tiêu thiên hữu không hổ là đương đại danh tướng, bây giờ mục đích đã rõ ràng, chính là muốn dẫn xà xúc động mượn nhờ cái tin này dẫn dụ những người khác xuống tay với hắn hoàng đại nhân ngài nhìn đâu kim tôn cũng di động ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị bóng người hổ kinh hoàng không phải một yêu đến tại hổ kinh hoàng bên cạnh còn có một tên thân ảnh nhỏ gầy vậy đại khái chỉ một m năm trên dưới nhìn qua như là hài đồng một dạng hắn bộ mặt râu dài dài nhỏ từng chiếc đứng thẳng còn như là thép nguội đây cũng là một tên đại yêu xuất từ hổ tộc tên là hổ tiêu cũng chính là hổ kinh hoàng xuống núi trước tự mình ngăn cản hổ kinh hoàng người, bất quá sau cùng không có ngăn cản thành công không nói, bản thân cũng tự mình đi theo hổ kinh hoàng cùng một chỗ đến đây. Hổ kinh hoàng thiên phú dị bẩm, chính là huyền hổ một mạch, đây là hổ tộc bên trong vương giả, mà hổ tiêu xuất thân thấp hèn, không bao lâu có tàn tật, kém xa tộc nhân lớn lên tráng kiện, cho nên bị tộc nhân bài xích, chính là hổ kinh hoàng tiếp nhận che chở, cái này mới có hổ tiêu hôm nay, cho nên biết rõ lần này đến hung hiểm, y nguyên vẫn là tới. Hổ kinh hoàng bình thản nói, ngươi phân tích không tệ, có thể tiêu thiên hữu muốn dẫn xà xuất động tất nhiên muốn có thực lực mạnh mẽ mới có thể chém giết hết thảy uy hiếp trần vạn long cùng hắn đều đã bại lộ là biết bọn họ có hai tôn võ đạo nhất phẩm chiến lực cho nên có can đảm động thủ người khẳng định phải thực lực mạnh lại không tốt cũng nếu có thể ngăn chặn hai tôn võ đạo nhất phẩm chiến lực cho nên trong bóng tối tiêu thiên hữu tất nhất định có trợ thủ không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả trong bóng tối bắt đầu ẩn nút đợi đến ngày đó bại lộ kim tôn không khỏi nói như vậy chúng ta lựa chọn xem chừng nhìn xem những người khác đến cùng làm thế nào. Khiến người khác xem như pháo hôi, cho chúng ta thăm dò một chút tiêu thiên hữu. Hổ tiêu cười lạnh nói, ngươi lựa chọn xem chừng, hắn lựa chọn rụt đầu làm rùa đen, kết quả cuối cùng cũng là người người đều không muốn ra đầu, người người cũng chờ đợi những người khác ra mặt. Sẽ chỉ là vô duyên vô cớ lãng phí cơ hội, mặc cho tiêu thiên hữu bắt đầu chuyển tu, cửu chuyển thiên ma pháp. Tiêu thiên hữu là đương đại danh tướng, thật cũng như giả, giả cũng như thật, một bộ này tiêu thiên hữu sẽ không không hiểu, lần này không chừng thì mượn nhờ các ngươi kiên kỵ, thành công tại các ngươi không coi vào đâu, hoàn thành, cửu chuyển thiên ma pháp, tu hành. Một độc ngạc nhiên nói, tiêu thiên hữu liền xem như hoàn thành, cửu chuyển thiên ma pháp, hắn thực lực cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, sau cùng tay cầm đại lương đao, cũng chỉ là có phổ thông nhất phẩm chiến lực, đến lúc đó rốt cuộc không có thành tựu. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể bỏ mặt, căn bản không thèm quan tâm tiêu thiên hữu, tiêu thiên hữu chuyển tu thực lực giảm xuống, không chuyển mà nói giả thoáng một thương, chúng ta chỉ cần không động thủ. Dạng này liền xem như tiêu thiên hữu có lại nhiều mưu đồ, cũng hoàn toàn sẽ không thành công. Hổ Kinh Hoàng dương mắt nhìn về phía trước mặt một độc, cái này Kim Tôn cùng một độc hai người ngu ngốc, kém xa tiếp tắp sư phụ lợi hại, lúc trước sư phụ thế nhưng là thiên ma tông người mạnh nhất một trong, có thể chiến đấu thắng lợi sau cùng, có thể hai người này hoàn toàn là góp đủ số. Lạnh lùng mở miệng nói, không thể bỏ mặt không quan tâm, tiêu thiên hữu là bực nào người. Loại này người há có thể bắn tên không đích, kỳ chủ động chuyển tu cử chuyển thiên ma pháp, từ đó từ bỏ, diêm la trấn ngục kinh, nhất định là coi trọng cửu chuyển thiên ma pháp, tiềm lực. Diêm La Trấn Mục Kinh là không yếu, có nguyên bộ Lục Đạo Luân hồi quyền, càng là có thần binh Cửu U Đao, nhưng Cửu U Đao đã mất tích, không, liền xem như Cửu U Đao vẫn còn, Tiêu Thiên Hữu cũng không có năng lực khôi phục Cửu U Đao. Cửu U Minh giáo suy sụp nhiều năm như vậy, hắn nguyên nhân căn bản cũng là thần binh không thể khôi phục, không tại có thần ma chiến lực, liền xem như ở vào yêu trong núi ta đều rõ ràng, Tiêu Thiên Hữu tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên muốn truy cầu cao hơn chiến lực, từ bỏ Diêm La Trấn Mục Kinh là tất nhiên mà bằng vào cử chuyển thiên ma pháp, muốn là thu hoạch được thiên ma bia tán thành, liền có thể hoàn thành đối thiên ma bia khôi phục, đến lúc đó ngự sử chính bia, đây chính là thần ma chiến lực. Đây là một đầu thông thiên chi lộ. Nhân cảnh thiên hạ đại loạn sắp đến, loạn thế cùng một chỗ, khói lửa ngập trời, đạo binh ngang dọc, võ đạo nhất phẩm không còn là cao cao tại thượng, duy có thần ma chiến lực mới có thể tại loạn thế đặt chân, khinh thường tứ phương. Tiêu Thiên Hữu có ý tưởng này chẳng có gì lạ, đây là rất bình thường nếu đổi lại là ta tại nhân cảnh, ta cũng sẽ làm như vậy. Kim Tôn Hiếu kỳ hỏi, tiêu thiên hữu thay đổi chủ tu công pháp, cũng là đối thiên ma bia có ý tưởng, có thể cái kia đưa Trần Vạn Long ở chỗ nào. Lại nói chuyển tu sau thực lực giảm xuống, tiêu thiên hữu làm sao vượt qua cái này thời kỳ khó khăn nhất. Một cái không tốt, tiêu thiên hữu thì sẽ bị người giết, đến sau cùng liền xem như có lấy vô số kinh thiên động địa mưu kế, cũng toàn bộ không làm nên chuyện gì. Hổ Kinh Hoàng nhàn nhạt nói, ta cũng không phải tiêu thiên hữu, há có thể mọi chuyện hiểu được tiêu thiên hữu có can đảm làm như thế khẳng định là có mưu đồ cho nên tuyệt đối không thể để tiêu thiên hữu thành công ngày mai bắt đầu về sau các ngươi muốn dốc hết tất cả sông đi lên kim tôn trọng trọng gật đầu nói vàng đại nhân yên tâm sư huynh đệ chúng ta từ trước đến nay lấy hoàng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó ngài ra lệnh cho dù là lại không hợp thói thường huynh đệ chúng ta cũng sẽ đi chấp hành thiên ma tông một nơi bí ẩn điện nhân long khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn đối diện ngồi ngay thẳng một lão giả lão giả da thịt trắng nõn giống như thiếu nữ da thịt, trong nháy mắt có thể phá, thân mang rộng rãi hắc bào, chính nhắm mắt dưỡng thần. Điền Nhân Long chậm chậm mở miệng nói, ngày mai buổi trưa, Tiêu Thiên Hữu sẽ tại Thiên Ma Đàm bên trong chuyển tu, cử chuyển Thiên Ma pháp, triệt để bỏ qua cái Diêm La trấn ngục kinh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, kỳ thực Tiêu Thiên Hữu nhờ vào đó dẫn xà xuất động, đem thầm trung tâm có làm loạn người dẫn ra. Đã mượn nhờ La Phong Lục Minh Đao mời đậu trường sinh cùng một chỗ động thủ, còn nhất định phải lại ra một tôn võ đạo nhất phẩm, dạng này hai tôn võ đạo nhất phẩm, tăng thêm Trần Vạn Long cùng Tiêu Thiên Hữu, hết thảy bốn tôn võ đạo nhất phẩm. Trước dẫn xuất tâm tư khó lường người, sau đó lại hội tụ cái này một cổ lực lượng, trực tiếp đối với những khác đánh bất ngờ, chấp hành chém đầu kế hoạch, không ngừng tích lũy ưu thế, sau cùng đặt vững thắng lợi. Đậu Trường Sinh khẳng định ra mặt, còn lại xuống một vị võ đạo nhất phẩm, không biết là từ Đại Nhật Tông Long Dương đi ra ngoài tốt. Vẫn là để ta ra mặt. Đại sư huynh ngươi thấy thế nào? Lão giả chậm rãi mở ra con ngươi, một đôi mắt tràn ngập hổ phách ánh sáng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên điền nhân long chậm rãi mở miệng nói lần này ngũ tông liên minh không thành sự chúng ta nga mi phái sớm có dự kiến trước ma đạo là sẽ không tùy ý chúng ta chính đạo không chút kiên kỵ đối thiên ma tông ra tay có thể đến một vị long dương đây đã là tốt nhất cục diện có thể không chỉ là long dương tới còn mang đến một vị đậu trường sinh đây chính là hai đại võ đạo nhất phẩm chiến lực lại có sư huynh để chúng ta hết thảy bốn tôn võ đạo nhất phẩm chiến lực trên thực lực tuyệt đối không yếu có thể long dương người này danh tiếng không tốt cực kỳ tự tư đậu trường sinh càng là có tiếng xấu hắn thủ đoạn độc ác thuần túy là ma đạo tác phong điển hình tà ma ngoại đạo lão phu là không tin được hai người này sau cùng nếu thật là mặt đối thiên ma bia hoặc là thiên ma tông những bảo vật khác hai người bọn họ khẳng định sẽ trở mặt đối với chúng ta nga mi phái ra tay cho nên lão phu mới không hề lộ diện mà chính là ẩn nặc trong bóng tối lần này là giá ra mặt vẫn là long dương coi như lão phu không thích long dương nhưng hôm nay thắng cục chưa định không phải chúng ta xung đột thời điểm chúng ta bây giờ muốn đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng, cho nên nhất định phải là ngươi ra mặt. Bại lộ như vậy về sau, cũng sẽ cho người cảm thấy đậu trường sinh là ngươi mời ngoại viện, Long Dương còn có thể ẩn nặc trong bóng tối, dạng này ẩn giấu một tay, thời khắc mấu chốt có thể phân thắng thua, muốn là Long Dương còn không được, còn có lão phu ẩn nặc trong bóng tối. Cho nên lần này tiêu thiên hữu kế hoạch, tỷ lệ thành công không nhỏ, vẫn là đáng giá liều mạng. Đại sư Huynh dằn giặc nói, không thể xem thường những người khác, thiên ma tông từ trước đến nay có dẫn yêu tộc nhập cảnh tiền lệ, lần này yêu tộc tung tích vậy mà không có hiển lộ nửa phần, hiển nhiên tới yêu tộc không thể coi thường, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Vương Bất Ngạ là mới nhất thượng vị trưởng lão, Trần Vạn Long thượng vị trưởng lão cũng không phải quá lâu, cho nên ngũ đại trưởng lão bên trong, còn lại chỉ có Kim Tôn cùng một độc hai vị, có khả năng làm người gian, dẫn yêu tộc nhập nhân cảnh, thượng tứ mạch bên trong, hậu thổ Pháp Vương cùng Thiên Ngô Pháp Vương tỷ lệ cũng không nhỏ. Hai vị này là lần trước Thiên Ma Tông lão nhân tỷ lệ rất lớn, bọn họ tự nhiên hiểu được Thiên Ma Tông rất nhiều bí ẩn, có năng lực cùng yêu sơn tiếp xúc, dẫn yêu tộc cường giả nhập nhân cảnh. Điện Nhân Long vẻ mặt nghiêm túc, sau cùng trùng điệp thở dài nói, Thiên Ma Tông một lần nội chiến, quy mô càng lúc càng lớn, lần này ta xem ai đều giống như võ đạo nhất phẩm, cửu mạch muốn toàn bộ đều là võ đạo nhất phẩm, lại thêm mỗi người ngoại viện, liên quan đến võ đạo nhất phẩm số lượng, thật sự là nhiều lắm. Cái này là bực nào lực lượng kinh người, ta chỉ là suy nghĩ một chút, thì bỗng cảm giác áp lực, trong lòng không rét mà run. Muốn là cái này một của lực lượng nhất trí đối ngoại, cho dù là ta nga mi phái cũng gánh không được, có lực úp tai họa. Đại sư Huynh Tán Thành nói, vẫn là sư phụ ánh mắt lâu dài, an bài sư đệ ngươi ẩn nút thiên ma tông, mượn nhờ thiên ma tông nội đấu, từ đó tan rã thiên ma tông. Đợi đến được chuyện sau trở lại nga mi phái, sư đệ đem sẽ trở thành ta nga mi phái thái thượng trưởng lão, môn nhân đệ tử, tộc nhân người thân, tông môn tồn tại một ngày, đời đời không dứt phú quý. Điền Nhân Long ánh mắt lấp lóe, yên lặng lẩm bẩm thái thượng trưởng lão bốn chữ, lại là có lòng hỏi một câu, thánh tử vị trí không có hy vọng sao? Sau cùng Điền Nhân Long ngăn chặn lại, biết cái này là không thể nào, chính mình ẩn nút thiên ma tông quá lâu, cho dù là tông môn đối với mình thân mật vô gian, có thể tuyệt đối không phải là trăm phần trăm tin tưởng, không thể có thể làm cho mình chấp chưởng Nga mi phái. Đây chính là gánh làm nằm vùng cùng gián điệp bi ai, thông thiên chi lộ đã đoạn tuyệt. Điền Nhân Long mở miệng tán thưởng nói, sư phụ có bách long chi trí, tính toán không bỏ sót, thành công là tất nhiên. Sau đó đậu trường sinh xử lý như thế nào, bực này ma đạo tặc tử, là bỏ mặt không quan tâm vẫn là thuận thế xử lý sạch đại sư huynh không chút do dự nói xử lý sạch bất luận cái gì một tên tà ma ngoại đạo đều là ta chính đạo chi địch đối với đậu trường sinh người này ta sớm thì tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cùng nhau đi tới có thể nói là tội lỗi chồng chất không biết bởi vì chết bao nhiêu người muốn không phải tông môn đại nghiệp làm trọng ta đã sớm xuất thủ hàng ma ta nga mi phái làm chính đạo đứng đầu làm vì thiên hạ dựng nên điển hình trước việc thiên ma tông lại giết đậu trường sinh bằng này tru ma chi công, đủ để cho chính đạo quy tâm, quần hùng cúi đầu, để cho ta Nga mi phái đại hưng vu thế, hoàn thành lịch đại tiên tổ tâm nguyện. Thập vạn đại sơn, hổ sơn. Màu xanh yêu vân gào thét mà tới, giống như một đạo sao băng sông vào hổ sơn. Hổ kinh thiên thanh âm kinh động tứ phương, lão nhị, lão tam, còn có lão tứ, còn không mau ra nên tiếp đại ca. Lần này đại ca trở về, vì lão nhị cùng lão tam còn có lão tứ các ngươi mang đến đồ tốt, đủ để cho các ngươi kéo dài tuổi thọ trường sinh đan. Nếu không phải vì chiếm lấy cái này trường sinh đan, đại ca sớm liền trở lại. Yêu vân tiêu tán, to lớn hổ trên mặt, có một đạo chảy xuôi theo máu tươi lỗ hổng, mắt hổ bốn phía xem chừng, lại là nhìn thấy dựng nên mộ bia, ánh mắt co rụt lại, không dám tin nói, không có khả năng. Thời gian không đúng. Tuyệt đối không phải chết già. Là ai? Giết ta đệ đệ. Chương 492, quyết chiến bạo phát. Thiên ma đàm. Ngày thứ hai, giữa trưa. Tiêu thiên hữu thân mang mỹ phục, Bên hông đeo mỹ ngọc, khí chất cao quý tự nhiên sinh ra. Trần Vạn Long đứng tại Tiêu Thiên Hữu bên cạnh thân, đã đem nhân vật chính vị trí nhường ra ngoài, cam nguyện đảm đương một tên vai phụ. Phía sau vị trí hoàn toàn yên tĩnh, trống rỗng không có người nào tồn tại, dường như hôm qua oanh động Thiên Ma Tông tin tức, dường như không còn tồn tại một dạng. Hướng lợi tránh hại đây là bản tính của con người, Tiêu Thiên Hữu Mưu có tính hay không cao minh, chính là một cái dương mưu, trực tiếp tuyên cáo thế nhân, có thể nhìn ra Tiêu Thiên Hữu Mưu đồ có khối người. Thực lực thấp người đương nhiên không dám chủ động tham dự vào, cho nên không có có can đảm đến thiên ma đàm đứng ngoài quan sát chiến. Nhưng bọn hắn người không đến, không có nghĩa là bọn họ không có thủ đoạn thu hoạch được thiên ma đàm động tĩnh, trong thiên hạ các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, người không có một vị có thể nhìn chăm chú lên thiên ma đàm ánh mắt, không biết có bao nhiêu. Tiêu Thiên Hữu là cao quý võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, linh giác có thể rõ ràng hiểu rõ đến, tứ phương có từng đạo từng đạo thăm dò ánh mắt, quả thực khiến người ta như có gai ở sau lưng. Tiêu Thiên Hữu khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút sắc trời. Phía trên cành lá rậm rạp tán cây, che lại đại bộ phận quang mang, quang mang từ lá cây khe hở rơi xuống, giống như một từng chùm sáng, chiếu rọi tại Tiêu Thiên Hữu trên thân, giống như là từng đạo từng đạo thần thánh chi quang. Thời gian còn thiếu một chút. Tiêu Thiên Hữu yên tĩnh chờ đợi. Nói thời gian nào thì thời gian nào. Không lâu sau, Tiêu Thiên Hữu nhìn lấy đã đến giờ, ánh mắt hướng về phía Trần Vạn Long nhẹ gật đầu, hướng về phía trước phóng ra một bước, một chân dẫm đạp tại thiên ma đàm trong đầm nước. Đầm nước trong nháy mắt bao phủ Tiêu Thiên Hữu dày. Tiêu Thiên Hữu không có bất kỳ cái gì dừng lại, một bước tiếp lấy một bước, không ngừng hướng Thiên Ma Đàm chỗ sâu đi đến, mà người dần dần bắt đầu bị Thiên Ma Đàm bao phủ. Hơn 10 bước về sau, Tiêu Thiên Hữu triệt để chìm vào Thiên Ma Đàm bên trong. Từng đạo từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt, y nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Thiên Ma Đàm đối võ giả tầm thường, đây là một chỗ cấm địa, có can đảm chìm vào Thiên Ma Đàm, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng muốn là chủ động tu hành cử chuyển thiên ma pháp về sau bất luận cử chuyển thiên ma pháp tiến độ như thế nào thiên ma đàm cũng sẽ không trí mạng cho nên bây giờ đây chỉ là trò vui khởi động chân chính bộ phim còn chưa có bắt đầu thời gian từ từ trôi qua thiên ma đàm dường như trong thế giới từng đạo từng đạo thăm dò ánh mắt muốn đem thiên ma đàm bất kỳ đầu mối nào toàn bộ đều rõ ràng trong lòng oanh một tiếng to lớn vang động truyền ra thiên ma đàm phía dưới đột nhiên xông ra quái vật khổng lồ một tôn tràn ngập vô tận quang mang pháp tướng trực tiếp tự thiên ma đàm đầm thấp dâng lên đầm nước văng tứ phía bọc nước không ngừng từ pháp tướng phía trên vẫy xuống một tôn người khoác miệng phục đeo miệng quang chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống đế vương đã hiện thân ở giữa thiên địa cái này rõ ràng là một tôn diêm la pháp tướng xuất hiện về sau thì kinh hải tứ phương gây nên thiên địa linh khí biến đổi lớn nào đó đậu chưa ra trước tiêu thiên hữu kinh tài diễm diễm hắn thiên phú trắc tuyệt, là đại chu trẻ tuổi nhất các thần, sở tu trấn phái thần ma võ học ở Diêm La trấn Ngục Kinh, thành công ngưng tụ tuyệt phẩm pháp tướng. Cái này một tôn tuyệt phẩm pháp tướng xuất hiện, tràn ngập vô tận quang huy, giống như là một vòng mặt trời, tự trên vòng trời hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm giác. Tình cảnh này chấn động tứ phương, lại là khiến người ta mạc danh kỳ diệu, không biết Tiêu Thiên Hữu muốn làm gì. Nhưng chợt trong đó đã có người hiện ra minh ngộ chi sắc, từ từ nghĩ thông suốt người càng ngày càng nhiều, không dám tin nhìn về phía thiên ma đàm phía trên, chính yếu nhất chính là Diêm La Pháp Tướng. Trong lòng bọn họ còn có may mắn, cho rằng đây là phô trương thanh thế, tiêu thiên hữu tuyệt đối không dám, không dám để cho Diêm La Pháp Tướng tán loạn, tại thiên ma đàm bên trong trọng ngưng Pháp Tướng. Có thể tiếp theo màn trực tiếp đánh mặt, cái này một tôn uy phong lẫm liệt, như là thiên đế phía dưới, dò xét nhân gian cảnh tượng, ầm vang ở giữa phát sinh biến đổi lớn, Diêm La Pháp Tướng chính chậm rãi tán loạn vô số quan mang tự diêm la pháp tướng phía trên rơi xuống giống như là vô số ngôi sao ánh sáng như thiên nữ tán hoa một dạng trơ trụi một chút quan mang vẫy xuống thiên ma tông tứ phương thật chủ động đem pháp tướng phế bỏ đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị cho dù là trước đây không lâu trong lòng đã có đoán trước nhưng bọn hắn vẫn không thể tin tưởng đây chính là tuyệt phẩm pháp tướng a không biết bao nhiêu võ giả hết sức truy cầu cả đời đều không thể ngưng tụ tiêu thiên hữu đã vậy còn quá không trân quý nhất là đây là trấn phái thần ma võ học ngưng tụ pháp tướng đã là thiên hạ nhất đẳng pháp tướng liền xem như tại tuyệt phẩm pháp tướng bên trong cũng là trước đó phẩm từ bỏ vậy mà thật từ bỏ. Trong bóng tối thăm dò thiên ma tông môn đồ, cả đám đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Không biết bao nhiêu người thầm hận, hận không thể tu thành diêm la pháp tướng người là mình. Giờ phút này đang ở vào âm thầm hổ kinh hoàng, cũng bị tiêu thiên hữu gây kinh hãi, vốn cho rằng chỉ là một lần diễn xuất, vì dẫn xà xuất động, có thể chưa từng nghĩ tiêu thiên hữu đùa thật. Nhân tộc quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp, tiêu thiên hữu khí phách kinh người, có thể chủ động đi làm điểm này, trong thiên hạ lại có mấy người. Hổ kinh hoàng tự biết, chính mình là làm không được như thế quả quyết, bởi vậy liền có thể nhìn ra, bàn về quyết tâm cùng khí phách, chính mình kém xa tiêu thiên hữu. Một đôi mắt bên trong hiện ra sát cơ, lạnh thấu xương sát ý không thêm vào che giấu, loại này nhân tộc anh tài, tử vong mới là bọn hắn vận mệnh. Hổ Kinh Hoàng cảm nhận được áp lực, tiêu thiên hữu như thế kiệt xuất, có thể tiêu thiên hữu tại nhân tộc bên trong, y nguyên không phải kiệt xuất nhất mấy người. Danh chấn thiên hạ, lực áp vạn tộc đậu trường sinh, ngang dọc thiên ngoại thiên giết hại yêu tộc vô số triệu vô cực, hai vị này là nhân tài mới nổi, thế hệ trước bên trong cũng có Trần Diệt Chu độc chiếm vị trí đầu, không chỉ là ác nhân tộc không ngẩng đầu được lên, cho dù là tại vạn tộc bên trong, thần ma phía dưới cũng không có người nào là địch thủ. Trừ phi là bắt đầu chơi xấu, lấy thần binh khi dễ người, có thể Trần Diệt Chu loại chuyện này cũng không phải không có trải qua, mặc dù không cách nào chiến thắng, có thể cũng thành công đào thoát. Nhân tộc cường giả nhiều lắm, mà lại trưởng thành cũng quá nhanh, ngắn ngủi trăm năm nhân tộc cường giả thì một gốc trả tiếp một gốc trả xuất hiện. Tiêu Thiên Hữu có can đảm làm như thế, nhất định có càng lớn mưu đồ, nếu là thật bị tiêu thiên hữu thành công, đối yêu tộc tuyệt đối không phải chuyện tốt, cái này tiêu thiên hữu quá trẻ tuổi, mới mười mấy tuổi mà thôi, tương lai chứng đạo hy vọng quá lớn. Hổ Kinh Hoàng bị xúc động, giờ khắc này thiên ma tông bên trong, không biết bao nhiêu người cũng bị xúc động. Rất nhiều người vốn là dự định đứng ngoài quan sát, căn bản không có ý định xuất thủ, bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, bất luận là tiêu thiên hữu có cái gì tính kế, chỉ cần là không xuất thủ, liền sẽ không rơi vào bẫy rập. Nhưng bây giờ chần chờ, tiêu thiên hữu tự phế pháp tướng sau đó phải chuyển tu và cử chuyển thiên ma pháp muốn ngưng tụ pháp tướng cũng là cần thời gian đoạn thời gian này đang ở vào thung lũng bên trong chiến lực còn có thể bảo lưu lại mấy phần đến đây là tốt nhất giết chết tiêu thiên hữu thời điểm có thể cũng biết tiêu thiên hữu có can đảm làm như vậy tất nhiên là có phấn khích mà cái này một phần lực lượng là phô trương thanh thế vẫn là thật có ác chủ bài cái này liền cần cược trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm áp lực vẫn không có người nào chủ động xuất thủ Hổ Kinh Hoàng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, biết nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc, chậm chạp không ai xuất thủ, sau cùng mọi người kiên kỵ phía dưới, rất có thể người nào cũng sẽ không ra tay, nhưng nếu là có người dẫn đầu, những người khác nhất thời xúc động, không chừng thì đồng loạt ra tay. Hổ Kinh Hoàng nhìn về phía Kim Tôn cùng một độc hai người, Kim Tôn cùng một độc nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau cùng trực tiếp nhẹ gật đầu, một độc tiến lên một bước, chính mình vẫn chưa xông đi lên, mà chính là giơ bàn tay lên hướng về phía trước một điểm. Đầu ngón tay phía trên hiện ra quang mang, bốn mới thiên địa linh khí chen chúc hội tụ, sau cùng ánh sáng ống ánh điểm hiện lên, biến thành một đạo lê thẳng tắp hướng hướng bầu trời phía trên Diêm La Pháp Tướng. Quang mang trong chốc lát liền đi tới Diêm La Pháp Tướng phía trước mười trượng, nhưng một bóng người đã đứng tại Diêm La Pháp Tướng trước, Trần Vạn Long tay áo vung vẩy ở giữa, lê liền đã từng khúc phai mờ. Lần này uy lực công kích không lớn, nhưng lại là một trạng tín hiệu. Vốn là bình tĩnh thiên ma đàm, lập tức vang lên thượng vàng hạ cám thanh âm, các loại quang mang phô thiên cái địa xuất hiện, mỗi loại võ học tạo thành sóng xung kích, ngang nhiên ở giữa trùng kích Diêm La phát tướng. Cái này động thủ người thực lực cao thấp không đều, cường một số có thượng tam phẩm thực lực, có thể đại đa số đều là góp đủ số, chỉ là trung tam phẩm mà thôi. Trần Vạn Long mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên tình cảnh này, từng tia từng sợi pháp lực không ngừng hiện ra, bắt đầu hướng về phía trước lan tràn ra, trong nháy mắt biến thành tường đồng vách sắt, đứng ở Diêm La phát tướng bên ngoài. Quanh, quanh, quanh. Liên tục tiếng oanh minh vang lên, pháp lực tạo thành phòng ngự sừng sững bất động. Cái này một số công kích nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực đều là không có thành tựu, căn bản uy hiếp không được Trần Vạn Long, người xuất thủ thực lực quá yếu, trong đó hỗn tạp mấy tên tông sư, cũng không có liều mạng. Toàn bộ đều là một số tạp ngư, đây là một lần dò xét. Trần Vạn Long sau lưng pháp lực không ngừng ngưng tụ, sau cùng ngưng thực lên, một cây cây trường thương, lít nha lít nhít ở vào Trần Vạn Long sau lưng vị trí, sau cùng vèo một tiếng, bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, mỗi người hướng về công kích tới nguyên chi địa mà đi từng tiếng kêu thảm truyền ra, chỉ là trung tam phẩm võ giả, làm sao có thể chống đỡ được Trần Vạn Long công kích, trong nháy mắt liền đã bị giết bảy tám phần, có thể may mắn còn sống sót võ giả, cũng là thượng tam phẩm tông sư. Kim Tôn cùng một độc cũng không do dự, hai người trong nháy mắt xông ra. Cực kỳ âm thanh sắc nhọn chói tai đột nhiên vạch phá bầu trời, Kim Tôn cùng một độc tốc độ quá nhanh, còn như lôi đình thiểm điện, vỡ ra không khí, phát ra âm bạo thanh âm, vậy mà không có vượt qua hai người. Người tới trước, thanh âm sau đến. Kim Tôn cùng một độc khí thế hung hung, ngang nhiên trùng kích không ai bị nổi, hai người bọn họ mục đích lại không phải ngay tại tán loạn bên trong Diêm La Pháp Tướng, mà chính là đứng ở Diêm La Pháp Tướng phía trước áo trắng Trần Vạn Long. Kim Tôn cùng một độc mục đích rõ rành rành, bọn họ dự định dây dưa kéo lại Trần Vạn Long, sau đó cho những người khác sáng tạo cơ hội. Trong bóng tối nhiều như vậy cường giả ẩn núp, nguyên một đám toàn bộ đều là thiên nhiên minh hữu, chỉ cần có thể giết chết tiêu thiên hữu, quản hắn đến cùng là ai giết. Trần Vạn Long một chưởng oanh ra, xích sắc phong bạo bỗng dưng mà sinh, hướng về phía trước điên cuồng bao phủ vô số tia lửa tùy ý sau cùng biến thành cháy hừng hực hỏa diễm phong bạo cuốn lên hỏa diễm sau cùng giống như to lớn lửa vòng xoáy thông vệ tứ phương linh khí hủy diệt thiên địa vô biên khí lãng ầm vang xông ra kim tôn cùng một độc hai người mỗi người hướng về phía trước huy quyền phong bạo và sóng khí tàn phá bừa bãi va chạm vào nhau giữa lẫn nhau từng khúc tan rã kim tôn cùng một độc thành công xông đến trần vạn long không vui không buồn một quyền ầm vang đánh ra chính là trong quân đơn giản nhất sát quyền cái này đơn giản một thức trong quân sát quyền, hắn sáng tạo giả lại không phải người bình thường, mà chính là một tôn cao cao tại thượng thần ma. Càng là đơn giản chiêu thức, càng là ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân đạo lý. Một quyền này thiên chủ y bách luyện, bị thần ma không biết dung hợp bao nhiêu quyền pháp ở trong đó, sau cùng đi hắn phức tạp, bắt đầu dần dần giản hóa, biến thành thật đơn giản ba thức trong quân sát quyền. Cái này ba thức sát quyền, đã là giảm không thể giảm, xóa không thể xóa cấp độ. Cái này ba thức trong quân sát quyền, bất kỳ người nào tu hành, đều có thể lĩnh ngộ được khác biệt thiên địa, mới học mới luyện người cảm giác phổ phổ thông thông không đáng giá nhắc tới, võ đạo lược có thành tựu người, có thể phát hiện ẩn chứa trong đó chí lý, làm thượng tam phẩm về sau, liền sẽ cảm giác được kính sợ. Năm đó thần ma vì Nam Sơn chiến trường, thế nhưng là hao phí không ít tâm tư lực, cái này thật đơn giản quyền pháp, có thể làm cho hắn hưởng thụ chung thân, Trần Vạn Long tự trong quân lịch luyện qua, tinh thông nhất cũng là cái này ba thức trong quân sát quyền. Trong quân sát quyền cái này thô thiển tên, Trần Vạn Long từ trước đến nay không thích, nhưng Trần Vạn Long ưa thích thứ ba quyền chiêu thức tên. Thất sát, tham lang, phá quân. Cái này mặc dù là sát phá lang, vì loạn thế tam tinh, nhưng lại tượng trưng cho sát phạt. Thiết quyền như là một cái bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, nhanh như sao băng, trong nháy mắt đến từ kim tôn trước mặt, quán xuyên kim tôn lồng ngực, thi thể nổ bể ra đến, vô số huyết nhục cùng máu tươi văng tứ phía. Một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư, một quyền liền bị Trần Vạn Long rõ ràng đánh chết. Tình cảnh này để trong bóng tối dòng ngó mừng rỡ, cứ việc người chết, có thể trần vạn long cũng là bị ngắn mũi kéo lại. tại thời khắc này, trong bóng tối lại là bạo phát một đạo khí tức cường đại. đây là một tôn võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư đối phương được không che giấu, vọt thẳng hướng về phía thiên ma đàm. hắn tốc độ tương đối xảo trá, trần vạn long đến cùng là một người, mà thiên ma đàm không lớn không nhỏ, trần vạn long chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng, người tới trực tiếp theo mặt bên vọt tới, hoàn toàn vòng qua trần vạn long chỗ phương hướng. tại trần vạn long bị một độc ngăn chặn lúc, trực tiếp tiến quân thần tốc không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào. Một mực giữ yên lặng, đứng ngoài quan sát lấy thế cục đậu trường sinh, giờ phút này một nắm chặt băng phách đao chui đao, trong nháy mắt chém ra một đao, lạnh lùng mở miệng nói, vương bất ngạ. Đến chiến. Hàng khí tạo thành đao quang, hắn không ngừng nên phong mở rộng, một trường, hai trường, năm trường, mười trường, sau cùng sáng chói đao mang vắt ngang một phiến thiên địa, chính phóng hướng thiên ma đàm vương bất ngạ, tầm vang đập vào trên đó, đao mang từng khúc phai mờ, mà vương bất ngạ cũng có ngắn mũi dừng lại, hung ác khuôn mặt hiện ra tức hỗn hển chi sắc, tức giận gào thét nói, còn chờ cái gì? Nguyên một đám còn không xuất thủ. Đậu trường sinh hướng về phía trước bước ra hai bộ, trực tiếp bước lui vương bất ngạ, ánh mắt nhìn chăm chú lên vương bất ngạ, còn lại chỉ nhìn vốn là bị đánh chết kim tôn, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Đại tự tại thiên ma pháp vì trấn phái thần ma võ học, đây là tiên thiên tầng thứ, cử chuyển thiên ma pháp cũng là tiên thiên, trong đó bất luận cái gì nhất chuyển, đều là thần ma võ học, mỗi người có đặc tính. Kim Tôn nắm giữ cử chuyển thiên ma pháp, việc bất tử thiên ma pháp, ứng thân không dứt, Kim Tôn bất tử. Cứ việc chiến lực không mạnh, đường đường thần ma võ học đại tông sư, ngăn không được Trần Vạn Long một quyền, nhưng lại là lấy quỷ dị bất tử xưng hùng tại thế. Ngóc đầu trở lại Kim Tôn, liên hợp một độc cuốn lấy Trần Vạn Long. Chính mình cũng bị cuốn lấy, Điền Nhân Long cứu viện, khẳng định phải chậm vỗ một cái. Đến đón lấy liền muốn nhìn anh vợ, đến cùng có cái gì mờ ám. Có bài tẩy gì rồi? Cái gì tín nhiệm lẫn nhau? đoàn kết nhất trí. Cái kia chính là cẩu thí. Chương 493, không trang, ngã bài, thiên ma tông đều là ta phân thân. Vậy mà, lại là đậu trường sinh. Trong bóng tối kẻ nhìn lén, nguyên một đám trận mắt hốc mồm. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao quái sự nhiều lần phát sinh? Muốn là tiêu thiên hữu tự tán pháp tướng, cứ việc không cách nào đi tìm hiểu, có thể tư duy logic vẫn là được đến thông, dù sao tiêu thiên hữu là vì chuyển tu cử chuyển thiên ma pháp, nhưng hôm nay mặt đối với thế cục nguy hiểm cho, chủ động bảo hộ tiêu thiên hữu vậy mà lại là đậu trường sinh. Tình cảnh này, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Đậu trường sinh cùng tiêu thiên hữu quan hệ thế nào? Thiên cơ báo không ngừng đưa tin, thiên hạ người nào không rõ ràng, nhất là đậu trường sinh lực áp vạn tộc, lại một lần đem trước kia chiến tích móc ra ghi lại việc quan trọng, tiêu thị nhất tộc cũng là đậu trường sinh đá đặt chân, lặp đi lặp lại bị lấy roi đánh thi thể, tiêu viên thảm án chấn động thiên hạ, mà đậu trường sinh là trong đó thu lợi lớn nhất người một trong chính là thu được trấn phái thần ma võ học ở Diêm La trấn Mục Kinh, về sau, đậu trường sinh quật khởi con đường càng thêm thông thuận, mới có lực áp vạn tộc, vi trấn thiên hạ kiêu nhân chiến tích. Đậu trường sinh có bao nhiêu phong quan, như vậy tiêu thị nhất tộc thì có lỗi thảm. Tiêu thiên hữu tất cả tộc nhân tại tiêu viên chết bảy tám phần, dù là tồn tại mấy vị cũng tại thiên ngoại thiên nhất chiến, cũng toàn bộ đều tống tán. Thù giết cha, diệt tộc mối hận. Đây chính là huyết hải thâm cừu, hoàn toàn là không thể tiêu trừ, Trước đây không lâu Song Phương tại Nam Quân bên trong lại là bạo phát kịch liệt xung đột, Song Phương gặp mặt vốn nên là máu tươi tại chỗ, liệu một cái ngươi chết ta sống, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh vậy mà chủ động xuất thủ bảo hộ Tiêu Thiên Hữu. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người, cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng, theo không kịp Tiêu Thiên Hữu cùng Đậu Trường Sinh tư duy logic. Bất quá bất luận là Đậu Trường Sinh vì sao không có liều mạng Tiêu Thiên Hữu, bây giờ Đậu Trường Sinh xuất thủ bảo hộ Tiêu Thiên Hữu, đây chính là như sắt thép sự thật. Cục thế vẫn là Tiêu Thiên Hữu một phương chiếm ưu. Kim Tôn cùng một độc hai vị trưởng lão thực lực không đủ, cho dù là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, liên thủ cũng chỉ là ngắn ngủi ngăn chặn Trần Vạn Long. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Vương Bất Ngạ, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Ma Tông hạ ngũ mạch ngũ đại trưởng lão, lại không sai đã có bốn vị xuất hiện, mà lại ra tay đánh nhau, trong đó Vương Bất Ngạ thực lực cũng ngoài dự liệu, vậy mà cũng có võ đạo nhất phẩm chiến lực. Mắt thấy cục thế cầm cự được, Vương Bất Ngạ cao giọng hô to nói, lại không người xuất thủ, như vậy ta liền từ bỏ, lần này Thiên Ma bia chấp chưởng giả tranh đoạt không cần cũng được. Vương Bất Ngạ đột nhiên quyết tâm, ngôn từ tràn ngập rất lớn chấn nhiếp lực. Vương Bất Ngạ không tranh, trực tiếp đi bày nát nằm ngửa, cái này là một chuyện tốt, có thể giờ phút này tuyệt đối không thể mất đi một tôn võ đạo nhất phẩm chiến lực. Vô tận hắc khí trống rỗng xuất hiện, cuồn cuộn khói bụi điên cuồng xông ra, giống như cuồn cuộn dân trào sóng biển, thâm thúy hắc màu đen của bóng đêm khí hơi khói, vẽ phát thảo thành một đầu hắc long. Hắc long thần thái dữ tợn, màu đen râu rồng tung bay, dương nanh múa vuốt, khủng bố dị thường, ngang nhiên ở giữa tự bầu trời phía trên đáp xuống, nhấc lên gió vũ chi lực. Ào ào ào. Mưa to hạ xuống từ trên trời, bao phủ phương viên hơn trăm dặm. Cùng phong gào thét, tàn phá bừa bãi thổi phá, giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa. Động người thiên địa biến đổi lớn, ảnh hưởng hàng trăm hàng ngàn bên trong cái này bất ngờ cũng là một tôn võ đạo nhất phẩm xuất thủ dị tượng một tôn cường giả xuất thủ tự nhiên không giữ lại chút nào hắn thân phận động thủ một khắc này liền đã bộc lộ ra Trần Vạn Long chợt quát một tiếng nói, Ninh Trung Tài ngươi số tuổi thọ không nhiều. Không thành thành thật thật hưởng thụ sau cùng an bình phú quý, lại còn chủ động tới chuyến cái này một bãi vũng nước đục. Sau trận chiến này ngươi còn có thể sống bao lâu? Hắc Long ngửa mặt lên trời gào thét, như kinh hải tiếng sấm vang vọng khắp nơi nói, ma đạo tàn khốc, bao nhiêu đồng đạo chết tha hương xứ lạ, lúc tuổi già thê lương. Lão phu cả đời này, khoái ý ân cừu, giết hết cừu địch, diệt kỳ tử tự, có thể sống đến số tuổi thọ sắp hết, đã là nhân sinh chuyện may mắn kéo dài hơi tàn, chết già giường, đây không phải ma đạo gây nên. Ta ninh trung tài làm thiên ma tông thái thượng trưởng lão, nguyện ý lựa chọn quanh quanh liệt liệt chiến tử. Hôm nay giết tiêu thiên hữu, không vì tông môn, cũng vô tư oán niệm, chỉ là lão phu muốn hắn chết mà thôi. Trần Vạn Long lòng sinh nổi nóng, không nghĩ tới nhảy ra một đồng lão gia hỏa, lại chính là bởi vì muốn chết, cho nên đối bọn hắn động thủ. Phải biết thiên ma tông nội đấu đã tiếp tục nhiều năm, nhiều năm như vậy nội đấu sống mái với nhau xuống tới, chết cũng không phải một hai người, thiên ma tông cao tầng biến động thế nhưng là không nhỏ. Hạ ngũ mạch ngũ đại trưởng lão, liền chết mấy vị, như vương bất ngạ cùng hắn đều là mới thượng vị. Mà thảm nhất chính là thiên ma tông tông chủ, bình thường làm cửu đại thượng tông nhất tông chi chủ, có thể nói là hiển hách đương đại, là trong thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh ma đầu, nắm giữ lấy quyền thế cùng thực lực, có thể nói là vô hạn phong quan. Nhưng khi thiên ma tông nội chiến sống mái với nhau lúc, trước hết chết cũng là tông chủ. Có thể đảm đương thiên ma tông tông chủ, tự nhiên là thực lực tối cường giả, cũng là chứng đạo hy vọng lớn nhất người, vì bản thân an toàn, bình thường Thiên Ma Tông ma đầu nhóm liền đã rụt rịch, chớ đừng nói chi là sống mái với nhau sắp đến, trước cạn tông chủ một điểm sai không có. Cho nên Thiên Ma Tông tông chủ và còn lại các vị thái thượng trưởng lão cũng là tiếp tục nhiều năm nội đấu sống mái với nhau vật hy sinh. Ninh Trung Tài không có chết, cũng là bởi vì Ninh Trung Tài tuổi tác lớn nhất, đã không có mấy năm tốt sống, thực lực giảm xuống lợi hại, loại này người để hắn chết già mới là tốt nhất, muốn là động thủ, Ninh Trung Tài trước khi chết phản công mặc dù không cách nào giết bọn hắn, có thể rất có thể làm bị thương hắn nhóm, ở thời điểm này thụ thương, cũng là tự tìm đường chết. Chưa từng nghĩ Ninh Trung Tài rõ ràng có sinh cơ, chính mình ngược lại chủ động tới tìm chết rồi. Một quyền đánh bay trước mặt Kim Tôn, Trần Vạn Long nhìn về phía khí thế hung hung, đã nhào về phía thiên ma đàm Ninh Trung Tài, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo quang mang, hào quang màu vàng ống bỗng dưng kéo dài, vô tận quang mang vần quanh bay múa, giống như từng cái sáng chói tinh khiết tinh linh. Một dương trường cung xuất hiện tại Trần Vạn Long trong tay, hắn toàn thân xích kim tràn ngập tinh thần chi quan xuất hiện một khắc này liền đã bị trần vạn long kéo thành đủ quân số một đạo xích kim ánh sáng sinh ra ở vào trường cung phía trên trường hồng quán nhật chỉ một thoáng thời gian cùng không gian dường như cấm đoán một vòng một vòng sóng gợn vô hình trong lúc đó khuếch tán mà ra bao phủ phương viên gần một dặm chỗ có không gian ở vào thiên ma đàm tứ phương người có thể rõ ràng cảm nhận được năm tháng phát triển nhưng lại là đối thân thể khống chế sinh ra tối nghĩa dường như thân thể đã không còn là chính mình chi vật phá quân vẫn thần cung Sát phá lan tam tinh bên trong đại biểu cho phá quân tinh mệnh một kiện truyền thừa bán thần binh hôm nay vậy mà tại thiên ma tông bên trong xuất thế thất sát đế hận đao tham lang kiếu nhật khải phá quân vẫn thần cung cái này ba kiện nhất phẩm bán thần binh phía trên nên tinh thần chi lực vì làm thiên hạ loạn lạc hung binh trong đó thất sát đế hận đao đã thoát kiếp mà ra chánh thức hoàn thành sau cùng thuế biến đã tấn thăng trở thành thần binh cái này một loại biến hóa đối với còn lại hai kiện nhất phẩm bán thần binh ảnh hưởng khá lớn cùng là loạn thế tam tinh một viên tham lang khiếu nhật khải cùng phá quân vẫn thần cung đều là nước lên thì thuyền lên nhất là lúc trước giết chết thánh nhân nhất chiến tham lang khiếu nhật khải cùng phá quân vẫn thần cung đều là đã ra mặt là hội tụ sát phá lan tam tinh chi lực lớn nhất tạo hóa bị thất sát đế hận đao cướp đoạt có thể phá quân vẫn thần cung thu hoạch được tạo hóa cũng là không nhỏ lây dính đại chu long khí phá quân vẫn thần cung vừa ra bá tuyệt thiên hạ long khí trực tiếp giam cầm khắp nơi xích kim mũi tên bắn ra trong nháy mắt đã xẹt qua chân trời một phương hắc khí bốc lên thế giới đã vắt ngang phía trước, đứng ở xích kim mũi tên trước. Ninh Trung Tài làm võ đạo nhất phẩm, đã ngưng tụ thiên địa pháp vực, niệm động ở giữa thiên địa pháp vực đã hiển hiện ra, cái này thuần túy là một phương hắc ám thế giới, nhìn không thấy cái gì hà quang, màu đen quang mang xâm nhiễm tứ phương, liên tục không ngừng thông vệ quang mang, thiên địa phản phất phải hóa thành hắc ám vĩnh dạ. Dường như hết thảy đều đi hướng điểm cuối, thế giới đang mất đi sinh cơ. Xích kim sắc mũi tên thẳng tiến không lùi, ngang nhiên ở giữa sông vào hắc ám thế giới, giống như chém phá hỗn độn lợi kiếm, một đạo xích kim sắc cầu vồng ngang qua hắc ám thế giới đem hắc ám thế giới một phân thành hai trong nháy mắt hắc khí không ngừng tán loạn hô hấp ở giữa hắc ám thế giới đã sụp đổ triệt để tiêu tán trống không cái này từ ninh trung tài khai mở thiên địa pháp vực thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không từng chịu đựng phá quân mũi tên đến từ ninh trung tài trước người vỡ ra ninh trung tài thân thể máu thịt sương máu trong nháy mắt nổ tung lên trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng vẫy xuống thiên ma đàm trước một chỗ không ít huyết nhục rơi xuống thiên ma đàm trong đầm nước trong nháy mắt liền đã xa vào đi xuống, thiên ma đàm đầm nước bốc lên nước ngâm, gần sóng một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán, cho đến đến sau cùng khôi phục lại bình tĩnh. Một tôn pháp tướng lập ở thiên địa bên trong, có thể rõ ràng trông thấy pháp tướng phía trên một mảnh tiếp lấy một mảnh toái phiến, như là tường da một dạng không ngừng rơi xuống, một cổ phá diệt nhất thiết lực lượng, chính còn cuốn pháp tướng, bắt đầu phai mờ pháp tướng sinh cơ. Cho dù là ninh trung tài mượn nhờ thiên địa pháp vực, tại thời kỳ mấu chốt bỏ thân thể máu thịt, lựa chọn cách dùng tướng chạy trốn, cứ việc cũng thành công, có thể vẫn không có đào thoát quấn quanh phá diệt chi lực. Đây chính là loạn thế tam tinh sát phá lan lực lượng, đây là hủy diệt chi lực, là đại kiếp chi lực, là sát phạt chi lực, là thuần túy hung binh. Phá quân vẫn thần cung xuất hiện, cục thế lập tức xoay chuyển, Trần Vạn Long bẻ gãy nghiền nát đánh tan ninh trung tài. Nhưng cái này cũng đã dẫn phát kết quả xấu nhất. Trần Vạn Long bọn họ một phương, thật sự là quá mạnh. Nhất là Trần Vạn Long, trong tay phá quân vẫn thần cung uy lực mạnh đáng sợ, cái này đã vượt ra khỏi nhất phẩm bán thần binh phạm vi, vô hạn bắt đầu tiếp cận thần binh, đã ở vào thuế biến bên trong, dùng bán thần binh xưng hô đã không thỏa đáng, càng thêm chính xác là ngụy thần binh. Đã có thể biểu dương xuất thần binh mấy phần phong thái đến, giờ phút này trong lòng bọn họ không khỏi may mắn, Trần Vạn Long bị trục xuất khỏi Nam quân, bằng không Trần Vạn Long có đại quân tương trợ, như vậy mới xem như đã có thành tựu, cái này sát phá lan tam đại hung binh, bất luận một loại nào đều là đế đạo thần binh hình thức ban đầu. Cái này là có thể hợp vạn dân chi lực, từ đó diễn sinh ra long khí, thực lực tăng gấp bội tồn tại đỉnh phong thời kỳ bất luận một cái nào sát phá lan hung binh đều có thể có thần binh chi uy bây giờ phá quân vẫn thần cung kinh lịch thí quân chi chiến tự thân uy lực đã tăng trưởng khoảng cách thần binh càng gần cũng đại biểu cho cần vạn dân chi lực cũng giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi liền có thể phát huy ra thần binh uy lực tại phát hiện phá đều đều thần binh nháy mắt về sau hổ kinh hoàng liền đã biết đây tuyệt đối không thể tiếp tục chờ chờ đợi nhất định phải tự mình xuất thủ chỉ có tự mình đánh vỡ trước mặt cục thế mới có thể dẫn xuất càng nhiều cường giả xuất thủ không phải vậy lần này thì sắp thành lại bại, còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trần Vạn Long bọn họ vây giết vương bất ngạ, sau cùng giết chết Kim Tôn cùng một độc, sau đó đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Hổ Kinh Hoàng cũng biết có thể nhìn ra điểm này người, tuyệt đối không chỉ một người, nhưng bọn hắn không có phụng hiến tinh thần, có can đảm chủ động xuất thủ, đi hấp dẫn Trần Vạn Long công kích. Đây chính là thiên hạ thông tuệ người vô số, cũng có phá cục chi pháp, nhưng lại là một chút xíu chờ đợi đại cục bại hoại, sau cùng bất lực nguyên nhân, có thể ngươi cam nguyện phụng hiến, bọn họ còn không lĩnh tình, mà chính là cho rằng ngươi ngốc hổ kinh hoàng trong điện quan hỏa thạch đủ loại ý nghĩ tự trong đầu lấp lóe sau cùng con ngươi hiện ra hung lệ là một tên yêu tộc mà không phải một cái ma đầu hổ kinh hoàng cũng không có thiên ma tông quần ma như vậy tiết mệnh cũng không có bọn họ nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ kim tôn cùng một độc tuyệt đối không thể chết đã mất đi bọn họ về sau chính mình hai người sẽ tại thiên ma tông nửa bước khó đi thậm chí là muốn theo nhân cảnh trở lại yêu sơn đây đều là khó khăn trùng điệp sự tình hổ kinh hoàng một thanh xốc lên người khoác áo choàng niệm động ở giữa thiên địa giao cảm, gió dục mây vần, mây đen che trời. Vô hình khí thế đã làm đến không khí cuốn ngược, đại địa phía trên đột nhiên dâng lên vòi rồng, vô số cổ mộc cuốn lên, tại bầu trời phía trên xé rách vỡ nát, tầng mây đột nhiên xuất hiện vô tận vòng xoáy, dường như thương thiên bị mở rộng một cái to lớn cái hố, còn như to như núi hổ trảo, tự bầu trời phía trên rơi xuống, khí thế dọa người. Hổ kinh hoàng khẽ động, trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyền, một phương sóng lớn hoành không, giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống phàm trần, trùng trùng điệp điệp dân trào dưới, phản phất muốn đem người ở giữa hướng hủy. Một phương hỏa diễm hoành không, cháy hừng hực hỏa diễm, phản chiếu một vùng trời, vô số cây cối cùng bùn đất còn có cùng phong, toàn bộ đều biến thành hỏa diễm thiêu đốt lương củi, không có gì không phải vậy hỏa diễm, hóa thành một cái biển lửa, sóng sau cao hơn sóng trước sóng lửa, ngang nhiên ở giữa phóng hướng thiên ma đàm phương hướng. Trần Vạn Long ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên sinh cơ tiêu tán, tan biến tại thiên địa ninh trung tài, lạnh lùng mở miệng nói, lão thất phu cho thể diện mà không cần. Vốn là lòng sinh một thiện, lưu ngươi một cái mạng, đáng tiếc giá chính mình không biết điều. Khẽ ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời phía trên, gió dục mây vần biến đổi lớn, cái kia như núi hổ trảo nhất lên cùng phong bạo vũ, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì mảy may ba động truyền ra. Nơi xa thủy hỏa chi lực, lại là ầm vang ở giữa phóng hướng thiên khung hổ trảo, mà không phải công kích Trần Vạn Long. Trong tay phá quân vẫn thần cung trực tiếp nhẹ nhàng quan ra, hóa thành lấm ta lấm tấm quan mang biến mất không thấy gì nữa, Trần Vạn Long chắp tay sau lưng ở sau lưng, không nhúng bụi trần áo trắng, tại trong cùng phong phần Phật trung trung, bình tĩnh mở miệng nói, ta vốn cho rằng hổ sơn tứ hổ, ngươi hổ kinh hoàng chứng đạo hy vọng lớn nhất. Cho nên ta biết rõ ngươi đã đến nhân cảnh, nhưng vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ ngươi đã chứng đạo. Biết rõ loại hy vọng này không cao, có thể ta vẫn là không dám vọng động. Nhưng làm ngươi xuất thủ về sau, liền đã lộ nội tình, bất quá chỉ là mới phàm cảnh, nên vì ta tăng thọ, trở thành càng nguyên nhiên huyết đăng tài liệu chính. Cũng không uổng phí ta phen này mưu đồ, hết sức. Chờ ngươi nhập cảnh dày vò ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía trong bóng tối một chỗ ngồi, cười lạnh nói, chỉ là huyền hổ huyết mạch, lấy ra luyện chế càng nguyên nhiên huyết đang đủ để, còn lại cái này một cái tiểu lão hổ, vậy mà cũng có người thân, đây chính là mua một tặng một. Hổ sơn một mạch, đều là tốt yêu. Ánh mắt nhìn về phía đậu trường sinh, miễn cười nói, cũng là tốt đồ nhi, cho vi sư trải bằng con đường phía trước. Chương 494, thần bí sư phụ thực lực chân chính. Cùng phong gào thét, mưa to mưa như trút nước. Giống như hủy diệt thế giới cảnh tượng, lại là không có có ảnh hưởng Trần Vạn Long mảy may. Áo trắng không nhúng bụi trần, chắp hai tay sau lưng lập tại bầu trời phía trên, phổ phổ thông thông động tác, lại là tràn ngập một cổ ác bách chi lực, người vẫn là người kia, nhưng đơn giản mấy câu, mang tới ác bách để đậu trường sinh dường như ngạt thở. Đậu trường sinh một đôi mắt, không ngừng hai bên nhìn về phía tứ phương, có thể rõ ràng trông thấy, cái kia một mực tiến công kim tôn cùng một độc, giờ phút này giống như cương thi đồng dạng, vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà lại khí thế ngay tại liên tục tăng lên, vốn là chỉ là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, hiện nay liên tiếp phá quan, trong nháy mắt đã xông vào võ đạo nhất phẩm, trở thành một tên vô thượng tông sư. Không chỉ là bọn họ hai vị, đậu trường sinh thời khắc này đối thủ, vương bất ngạ cũng như thế, trong chốc lát trong con ngươi linh Quang, toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung, đứng tại đậu trường sinh phía trước ngơ ngơ ngát ngát, như là một bộ xác chết. Trần Vạn Long nhẹ nhàng mở miệng, cái kia ngây người mấy người, nhưng cũng là đồng thời mở miệng, từng tia ánh mắt nhìn về phía đậu trường sinh, nhìn đậu trường sinh đáy lòng phát lạnh ta cả đời này trước có tư mã phương nghị sau có á thánh áp ta không thở nổi nửa đời tầm thường đã cam nguyện chờ chết chưa từng nghĩ số tuổi thọ sắp hết thời điểm vậy mà cầu sống trong chỗ chết trần vạn long đột nhiên cười ha hả tàn phá bừa bãi tiếng cười truyền ra kim tôn cùng một độc còn có vương bất ngạ đồng thời cũng như thế mà lại đậu trường sinh có thể rõ ràng nghe thấy ở phương xa vị trí nhưng cũng là truyền ra cười to tiếng cười liên tiếp giữa lẫn nhau xa xa hô ứng cộng công pháp vương đứng ở ào ào trời trên nước chính hào bức cười to Chúc dung pháp vương hồn nhiên vần quanh hỏa diễm, quyền ra như rồng, từng cái từng cái hỏa diễm hàng dài, ầm vang ở giữa quấn quanh hổ trảo, nhưng cũng là tàn phá bừa bãi cười to. Hát Đây không phải phim ma. Làm như thế làm người ta sợ hãi. Đậu trường sinh toàn thân trên dưới hiện nổi da gà lên, hàng khí không ngừng đi lên bốc lên, cho dù là ở vào chói trang mùa hạ, có thể đậu trường sinh không có cảm nhận được mảy may nhiệt ý. Xem thường Thực tình xem thường tiện nghi sư phụ. Vốn cho rằng địa bản thứ hai vô thiên vô nhật, đại nhật tông long dương, cũng đã là hắn chân thân, cái này liền đã phi thường cường đại, có thể chưa từng nghĩ cái này vậy mà không bằng chính mình sư phụ 10%. Long dương là rất mạnh, có thể ngươi xem một chút bây giờ cái này từng vị ánh mắt ngốc để lộ gia hỏa, toàn bộ đều là thiên ma tông cao tầng, thuần một sắc võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Kim tôn cùng một độc lại thêm vương bất ngạ, cũng đã là ba tôn võ đạo nhất phẩm, còn có cộng công pháp vương cùng chút dung pháp vương, đây cũng là hai tôn võ đạo nhất phẩm chung vào một chỗ cũng là năm vị võ đạo nhất phẩm tính cả cái này trần vạn long cùng long dương bảy tôn võ đạo nhất phẩm cái này còn có thể khiến người ta sống sao này làm sao đánh chơi như thế nào cái này thiên ma tông hoàn toàn bị thần bí sư phụ bằng vào sức một mình toàn bộ đều cho xâm chiếm thiên ma tông lợi hại hay không hoàn toàn là thần bí sư phụ ra không xuất lực mà đây có phải hay không là cực hạn đậu trường sinh biết không phải là bởi vì đây chỉ là thiên ma tông chính mình thần bí sư phụ thế nhưng là tại âm cực tông cũng có thật lớn một phen sự nghiệp lại có Long Dương xuất thân đại Nhật Tông. Càng là nghĩ, đậu trường sinh càng cảm giác được chiến túc, cái này thấy lạnh cả người không ngừng khuếch tán, thẩm thấu toàn thân mình trên dưới, dường như đóng băng chính mình huyết nhục cùng linh hồn. Thần bí sư phụ mạnh khiến người ta ngạc thở. Thái độ của mình có phải hay không có chút vấn đề? Đậu trường sinh trong lòng thở dài, tám thành cái mạng này muốn ném một lần. Đây cũng là một bài học, đắc ý vong hình không được, mấy năm gần đây không đem thần bí sư phụ coi ra gì, đây không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Kim Tôn cùng một độc cùng vương bất ngạ, mỗi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đó chính là hổ tiêu chỗ phương vị, ba tôn võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, ngang nhiên ở giữa đã phóng đi. Cộng công pháp vương cùng chúc dung pháp vương liên thủ chiến hổ kinh hoàng, còn lại Kim Tôn cùng một độc còn có vương bất ngạ, cùng một chỗ chiến hổ tiêu. Tình cảnh này nhìn đậu trường sinh mắt lộ ra thương hại, thật sự là quá thảm rồi, hai vị này cường giả giữ nhiều lành ít, liền xem như thực lực mạnh hơn, có thể không ngăn nổi địch nhân mạnh hơn, còn nhân số đông đảo cái gì thiên ma tông liều mạng hoàn toàn cũng là một cảnh phim một người cho người trong thiên hạ diễn một trận bộ phim hổ kinh hoàng kinh sợ nhìn lấy tàn phá bừa bãi cười to cộng công pháp vương cùng chúc dung pháp vương không dám tin nói làm sao có thể thiên ma tông lại bị người cho ăn mòn đây chính là cửu đại thượng tông một trong cửu đại thiên ma còn sống đâu ta từng nghe nói thần ma đàm luận cửu đại thiên ma trăm năm trước xuất hiện qua yêu sơn ngay tại cười như điên bên trong cộng công pháp vương cùng chúc dung pháp vương các loại toàn bộ đều đình chỉ nụ cười sắc mặt nhăn nhó nhìn chăm chú lên hổ kinh hoàng, một đôi mắt tràn ngập lãnh ý, một câu nói kia dường như xúc thống thần bí sư phụ cấm kỵ. Đậu trường sinh cũng có thể nhìn ra, ở trong đó khẳng định đại có vấn đề, vốn cho rằng thần bí sư phụ ngậm miệng không nói, sau đó thống hạ sát thủ, không nghĩ tới thần bí sư phụ trầm mặt một đồng hô hấp, ngược lại oán giận chủ động nói, cửu đại thiên ma. Cái kia cũng không phải thứ gì. Ta vì thiên ma tông chảy qua huyết, xây qua công, chém giết nửa đời. Coi ta quyền lực tuyệt đối, chú tể thiên ma lúc, muốn khôi phục thiên ma bia, hắn vậy mà hiện thân nói cho ta biết, ta cùng thiên ma bia vô duyên, không phải là thập đại thiên ma hậu tuyển. Ta vì thiên ma tông cẩn trọng, không biết bỏ ra bao nhiêu, đổi lấy lại là cái này vô tình một câu. Thiên ma bia không thể khôi phục, cái kia thuần túy cũng là một cái bài trí, chính khối thiên ma bia ta không cách nào vận dụng, căn bản không thể hoàn thành thần binh khôi phục, thu hoạch được thần ma chiến lực. Đường đường thiên ma tông, nhìn như nhân cảnh mạnh nhất, có thể địch nổi hạo thiên tông, kỳ thực ở vào cửu đại thượng tông chi mạc, bất luận cái gì một tông đều có thể mạnh hơn thiên ma tông. Cửu đại thiên ma phổ thông một câu, lại là phủ định ta cả đời. Thần bí sư phụ nổi giận phừng phừng, rốt cục thất thố, hàng cả giọng giận dữ hét, không có có thần binh nơi tay, có thần ma chiến lực, như thế nào công phá chính đạo số lượng lớn. Vạn pháp tông, thần thủy cung, nga mi phái, đại nhật tông, trường sinh cốc, cái nào một tông không có có thần binh, có thể hoàn thành thần binh khôi phục, có thần binh chiến lực. Ta chi thiên mệnh, làm sao có thể thành thần bí sư phụ chậm rãi ngữ khí bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt mở miệng nói, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ, ta ẩn núp tại âm cực tông trong môn, vốn định tăng cường âm cực tông thực lực, thời khắc mấu chốt khởi xướng đại chiến, mượn nhờ âm cực tông thần binh, công phá chính đạo số lượng lớn. Có thể chưa từng nghĩ âm cực tông cũng ra một đời thiên kiêu, tông chủ tên phế vật kia, lúc trước cưới thôn phụ, lại đem âm cực tông kinh doanh còn như thùng sắt, đã tự thành một thể, châm cắm không vào, nước tác không lọt. Ta tại âm cực tông bên trong, chỉ là lui lấy một số bên ngoài quyền lực, giống như là cái kia vô dụng chính đại ngoại môn, hoặc là ngũ sơn, tránh thức hạch tâm cửu âm cùng chặn hư không hai mạch, ta căn bản là không có cách ảnh hưởng mảy may. Cái kia thôn phụ nhìn như tín nhiệm ta, kỳ thực đều là tại lợi dụng ta, hắn trưởng khống cửu âm u chiếu thần đăng một ngày, ta thì không cách nào mượn nhờ âm cực tông thần binh. Vì thế ta lại liên hệ hợp hoang tông, có thể hợp hoang phu nhân nhìn như không kiên nể gì cả, kỳ thực tâm có chừng mực, cửu u minh giáo hủy diệt, chính đạo thế lớn, nàng chủ trương trong bóng tối ẩn núp, chờ đợi thiên thời đi vào. Để cho ta tuyệt vọng là, tư mã phương nghị mới không chết lâu, thì ra một vị trương thiên chính. Đại chu ở tại chủ chính kinh doanh dưới, thực lực không ngừng tăng trưởng, tứ vương bác công bất luận một vị nào, ta cũng không có nắm chắc ứng phó. Còn lại nhất phẩm đạo binh, càng là tầng tầng lớp lớp, hắn bản tính công chính, quả quyết sẽ không cho phép chính đạo số lượng lớn xuất hiện lật cốt nguy hiểm, đúng địa phương tạo thành phá hư, ảnh hưởng lê dân bách tính sinh hoạt. Một mực hết sức đợi đến trương thiên chính chứng đạo, trở thành á thánh về sau đại chu đi qua biến pháp đồ cường xa bước hạ thương đại chu hưng thịnh trật tự vững chắc sẽ không để cho ma đạo ngẩng đầu ảnh hưởng thiên hạ yên ổn ta vậy mà cùng trần diệt chu trở thành huynh đệ khó khăn thiên mệnh không thể hoàn thành chứng đạo xa xa khó vời tương lai một vùng tăm tối ta cuối cùng vận mệnh cũng là thọ hết chết già chết già tại tối tâm trên giường chính ở tại chúng ta khi chết đây hết thảy nên đón chuyển cơ từng tia ánh mắt đã nhìn về phía đậu trường sinh thần bí sư phụ ngữ khí ôn hòa xuống tới Nhu Hòa mở miệng nói, đồ nhi ta xuất hiện. Đồ nhi hai chữ, thần bí sư phụ nhấn mạnh. Đại chu tuổi xuân đang độ, lại có 300 năm thiên hạ không có vấn đề gì cả, để cho ta thúc thủ vô sách, trần diệt chu hối hả ngược xuôi không có chút nào thành tích sự tình, vậy mà tại đồ nhi ta nơi này nên đón chuyển cơ. Đồ nhi ngươi không hổ là ngàn năm, vạn năm, mới có thể sinh ra tại thế ma tử. Thật sự là trời sinh tà ma ngoại đạo. Đại chu phát triển không ngừng quốc vận, tuần tự trong tay ngươi dày vào mấy năm, liền đã nước sông ngày một rút xuống. Đề Châu xử án, bốc Trần Long tộc âm mưu, dũng đoạt hắc thủy quan, ảnh hưởng thần ma thái độ, tạo thành đại hạ long tước đao xuất thế, giáp tử chi loạn đến. Tiêu Viên thảm án bạo phát, thánh nhân thất đức, thiên hạ đối đại chu thất vọng, đại chu mất đi nhân tâm, hy vọng giảm lớn. Sau đó đưa tới đoạt đích chi tranh, càng là tiếng một bước tiêu hao đại chu quốc vận, tứ phương tranh chấp, nội đấu không ngừng, đại chu nhân vọng lại mất, nhất là vương trường cung thí quân một chuyện, một lần để đại chu thể diện rơi xuống đáy cốc. Ở trong đó Tào Long các xuất lực cực lớn, mà muốn là không dũng đoạt hắc thủy quan á thánh thả ra tàu long cát há có thể có ảnh hưởng này đây hết thảy đều nguồn gốc từ đồ nhi tề châu chuyến đi nhất hoàng đập nhất hoàng cũng mới có tiêu viên thảm án tàu long cát thu hoạch được viêm la trấn ngục kinh có chứng đạo chi tâm buông xuống chỗ có điều cố kỵ khôi phục tham lang khiếu nhật khải thần bí sư phụ ngôn từ có một ít rối loạn bắt đầu có chút bừa bãi có thể hắn bên trong ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ cũng cho thấy nội tâm mừng rỡ thánh nhân bỏ mình đoạt đích chi tranh phục hồi chi tranh đường đường đại nhất thống vương triều, đã nhiều năm lại còn tại tranh giành, tân hoàng chậm chạp chưa từng xuất hiện, cũng mới có kiến tạo quan tinh đài, còn có từ thủ phụ làm điều ngang ngược. Đại chu khắp nơi hiển hiện vong quốc chi tướng, thiên hạ đại loạn đã không xa, thời gian thậm chí là không cần giáp tử, mà cái này cũng cho ta sinh cơ, cho ta sống đường. Trần Diệt Chu có thể chờ một giáp, ta có thể đợi không được. Thần bí sư phụ cười ha hả, giấu ở trong lòng dài đến vô số năm lời nói, bây giờ nhất triều phát tiết đi ra, bỗng cảm giác vô cùng thống khoái, bất quá cũng ẩn giấu một tay, không có nói chính mình đại thiên mệnh là đạo tiêu ma trường, mà chỉ là công việc chính đạo số lượng lớn. Ta cái này phá quân vẫn thần cung, lúc trước chỉ là biết Trần Diệt Chu có phản tâm, muốn bắt đầu lựa chọn ra Trần Thị Tam Long, ta linh cơ nhất động, trực tiếp ẩn núp trong đó, sau đó bằng vào thiên ma tông chi lực, lại thêm âm cực tông, đại nhật tông chờ triệt để lục phát thiên hạ, rốt cuộc tìm được cái này phá quân vẫn thần cung. Coi như phá quân vẫn thần cung tới tay, có thể thiên thời không đến, vật này giống như sát vụn, ta y nguyên không cách nào hoàn thành đại thiên mệnh, thu hoạch được chứng đạo hy vọng. Nhưng làm đại hạ long tước đao xuất thế, tào long các quyết định, vương trường cung không tại nhường nhịn, phá quân vẫn thần cung bắt đầu khôi phục. Cái này tuy nhiên không phải một kiện chánh thức thần binh, nhưng đối với ta mà nói đầy đủ, chỉ cần thu hoạch được vạn dân chi lực, phá quân vẫn thần cung sớm muộn cũng sẽ có thần binh chi uy, bằng này có thể thu hoạch được thần ma chiến lực. Mà thiên hạ đại loạn, đao binh nổi lên bốn phía, trật tự hỗn loạn, chính là ma đạo khởi thế thời điểm ta bằng vào phá quân vẫn thần cung, lại có đồ nhi tương trợ, công việc Nga mi phái, đây tuyệt không vấn đề. Một mực hết sức nhẫn nại đậu trường sinh, giờ phút này rốt cục nhịn không được, đánh gãy thần bí sư phụ vui sướng trình bày, cứ việc muốn nhiều biết được một số bí văn, có thể tuần tự như thế nói xấu chính mình, cái này là tuyệt đối không thể nhịn A, à, mở miệng phủ quyết nói, sai. Tào Long các quyết định, còn có vương trường cung toàn bộ đều cùng ta không có quan hệ. Thần bí sư phụ cười lạnh nói, làm sao lại không có. Vương trường cung trong bóng tối hoạt động, người khác không biết được, ta há có thể không biết, hắn đã cùng tài thần các câu kết làm bậy, muốn muốn nhờ lấy tiền tiểu tam lực lượng, trực tiếp nhập tài thần các tiêu giao. Lúc trước liên hợp vô tướng vương muốn tại thần đô nháo sự, sau đó thuận thế rời đi. Triệu vô độ chính là phát hiện tiền tiểu tam tại tài thần các, lúc này mới bị vương trường cung an bài rời đi thần đô, nhốt mấy năm, bất quá triệu vô độ cũng không mất mát gì, không phải vậy lấy hắn tư chất đột phá võ đạo nhị phẩm là không có hy vọng. Cũng không từng đồ nhi phá hủy vô tướng vương kế hoạch, trực tiếp để bọn hắn mưu đồ sắp thành lại bại, vương trường cung bắt đầu ẩn núp lên, chờ đợi lấy phía dưới một cơ hội, có thể cái này nhất đẳng, cũng là vương trường cung đối cơ thị nhất tộc càng ngày càng thất vọng, đến mức sát tâm cùng một chỗ, mới có thí quân một chuyện. Sát phá lan tam tinh, cái nào cùng đồ nhi không quan hệ. Thiên cơ báo phía trên ngôn ngữ, toàn bộ đều là thực sự, không có một câu nói hoa, thậm chí là tại vi sư xem ra, có một ít xem thường đồ nhi, nhìn xem đồ nhi làm cái này một số đại sự, vậy mà không có người nào nối liền cùng nhau, vẫn là muốn vi sư cho người trong thiên hạ giải hoặc. Đậu Trường Sinh rất muốn lớn tiếng phản bác thần bí sư phụ, đây hết thảy toàn bộ đều là nói xấu, nhưng lời nói đến cổ họng lại là có một ít nói không nên lời. Bởi vì thần bí sư phụ nói đều đúng, vậy mà không có một câu nói hoa, tuy nhiên quá trình phát triển không giống nhau, có thể kết quả chân thật bất hư. Tào Long các xuất hiện cùng mình có quan hệ, Vương Trường cung chuyển biến cũng cùng mình có quan hệ, nhất là Vương Trường cung thí quân có thể thành công, chính mình cung cấp trợ lực lớn nhất, lúc trước tố cáo Tào Long các, để vương trường cung tìm được tốt nhất minh hữu không phải vậy thất sát đế hận đao không có tham lang khiếu nhật khải cùng phá quân vẫn thần cung tương trợ làm sao có thể một đao chém chết thánh nhân mà cái này phá quân vẫn thần cung chi chủ cũng cùng mình cùng một nhịp thở đậu trường sinh trầm mặt thần bí sư phụ lại là cảm thán lên lời nói càng thêm để đậu trường sinh tâm tắc tiêu viên thảm án về sau ta mới biết được triều đình có kế sách như thế thiên yêu đoạt linh công thật là đồ tốt phối hợp càng nguyên nhiên huyết đang càng là thần hồ kỳ thần tại nhân tộc bên trong ta không dám dùng không muốn bị thần ma giết chết nhưng đối với dị tộc sử dụng liền xem như thần ma không vui cũng muốn nắm cái mũi nhận đến khắp thiên hạ người ý kiến đối với ta loại này tà ma ngoại đạo càng là không có có ảnh hưởng vốn là hổ sơn lão tam hổ kinh huyền ta chỉ là cầm tù thường xuyên lấy máu dùng để luyện đan đến thử duyên thọ đan dược nhưng hôm nay xem ra lại là có thể coi như càng nguyên nhiên huyết đan tài liệu chính chỉ cần lấy thiên yêu đoạt linh công chiếm lấy một bộ huyền hổ người thân yêu thân lại dùng hổ kinh huyền cùng hổ kinh hoàng còn có hổ tiêu luyện đan đủ để cho ta kéo dài tuổi thọ không cầu trăm năm, lại cho ta 30 năm. Ta tất nhiên có thể chứng đạo. Đồ nhi thật là vi sư cứu tinh a. Chương 495, bại lộ nằm vùng thân phận đậu trường sinh. Thiên Ma Tông. Thần bí sư phụ một phen phát ra từ đáy lòng lời nói, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đối với trong bóng tối kẻ nhìn lén mà nói, lại là có thể rõ ràng nghe thấy, mấy lời nói này bên trong, không biết thổ lộ bao nhiêu bí ẩn, như Hồng Chung đại lữ như Lôi Đình Oanh Minh, không ngừng chấn động nội tâm của bọn hắn chỉ là đậu trường sinh lại là đệ tử, cái này cũng đủ để cho bọn họ kinh hãi. Lấy bây giờ đậu trường sinh danh tiếng, cái tin này bại lộ, là một cái nổ tung thức tin tức, đem sẽ lập tức bao phủ nhân cảnh, thậm chí là ra vòng, bắt đầu hướng về vạn tộc khuếch tán. Đến đón lấy thiên cơ báo cùng cự nhân báo chờ đầu đề, tin tưởng đều sẽ bị cái này một cái tin tức nặng ký cùng oanh loạn tạc. Nhưng đến đón lấy phát sinh một màn, lại là càng thêm chấn hám nhân tâm. Từng tôn võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, vậy mà toàn bộ đều là phân thân, hóa thân ứng thân cụ thể là loại nào bọn họ không cách nào phân biệt nhưng lại là biết một việc cái này thiên ma tông hoàn toàn đã bị một người chiếm cứ đại bộ phận cao tầng toàn bộ đều là một người loại này vốn nên là tuyệt mật tin tức vậy mà như thế tùy tiện bại lộ một màn này xuất hiện để không ít thiên ma tông đệ tử lộ ra vẻ sợ hãi thông minh bọn họ đã nghĩ đến bây giờ trần vạn long có can đảm bại lộ nhiều như vậy bí ẩn sau cùng chỉ có hai loại kết quả trong đó một loại là trần vạn long đã không thèm để ý còn lại cũng là trần vạn long muốn đại khai sát giới đem tất cả người biết chuyện toàn bộ đều giết hại không còn, giết sạch sẽ, như vậy tin tức tự nhiên lại trở thành tuyệt. Mật. Bọn họ chỉ cần là một chút vừa nghĩ, liền có thể biết Trần Vạn Long khẳng định sẽ lựa chọn loại sau, cho nên chính đang dòng ngó lấy thiên ma đàm chiến trường người, không ít người lựa chọn rời đi. Ý nghĩ của bọn hắn cùng đậu trường sinh một dạng, đậu trường sinh từ đầu đến cuối không có che giấu, trực tiếp mở miệng gọi sư phụ, cũng là cho rằng thần bí sư phụ sẽ phân kết. Thần bí sư phụ tại đậu trường sinh trong đầu ấn tượng, trải qua chuyện này sau có thể nói là rất là cải biến, thật sự là quá cẩn thận. Ngươi nếu là có loại thực lực này, chỗ nào có thể phế chuyện lớn như vậy, làm xảy ra lớn như vậy cục, hoàn toàn liền có thể quét ngang tất cả địch nhân, làm gì tân tân khổ khổ cho người ta kiến tạo thành thiên ma tông liều mạng giả tượng. Quá cẩn thận, chẳng khác nào đáng tin. Bởi vì người cẩn thận, chuẩn bị thì nhiều, chuẩn bị nhiều đại biểu cho chu toàn. Có thể đến đón lấy một màn, để đậu trường sinh biến sắc, đậu trường sinh rõ ràng trông thấy, cái kia hóa thành lưu quan xông ra thiên ma tông quan mang, đó là một tên tông sư, trong dự đoán công kích chưa từng xuất hiện, đậu trường sinh không khỏi đưa tay ở giữa, băng phách đao đã dơ cao, muốn chém ra một đao ngăn lại người, sau đó chờ đợi thần bí sư phụ diệt khẩu. Đậu trường sinh cho rằng bây giờ là thần bí sư phụ nhất thời trở tay không kịp, không thành công kịp phản ứng, có thể cái này một phần may mắn, làm đậu trường sinh đưa tay về sau, lại là hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Vạn Long chấp hai tay sau lưng, không nhúng bụi Trần Bạch Bào, đã xuất hiện tại đậu trường sinh phía trước, đúng lúc cắt đứt đậu trường sinh công kích phương hướng. Tình cảnh này cũng sẽ không là trùng hợp, mà là đối phương cố ý gây nên. Đậu trường sinh sắc mặt một khổ, đậu trường sinh biết thần bí sư phụ lần này là muốn để thân phận của mình rõ ràng khắp thiên hạ, âm cực tông thánh tử thân phận đã không có khả năng tiếp tục ấn giấu đi. Trần Vạn Long nhìn lấy đậu trường sinh thần sắc, mở miệng an ủi nói, đồ nhi không cần kinh hoảng. Bây giờ đồ nhi đại thế đã thành, đã có võ đạo nhất phẩm chiến lực, liền xem như thân phận chân thật bại lộ có thể làm được gì. Lúc này không giống ngày xưa, hai năm trước âm cực tông là người người kêu đánh ma tông, có thể từ khi trước đó không lâu đại chu mời chính tông thượng lạc, muốn lấy được được đương thời chính tông chống đỡ, không cần nói âm cực tông, liền xem như thiên ma tông, bây giờ cũng thu được triều đình tán thành là thiên hạ chính tông. Môn nhân đệ tử có thể quan minh chính đại hành tẩu ở thiên hạ, đồ nhi thân phận không có bất luận cái gì dao động, duy nhất ảnh hưởng cũng là cái kia một số người bảo thủ, cố chấp nhận vì thiên hạ muốn chia vì chính tà. Đối với loại này người bảo thủ, liền muốn hung hăng đã kích trần vạn long an ủi đậu trường sinh tâm tình càng thêm nặng nề đậu trường sinh đã biết được thần bí sư phụ vì sao như thế rồi thần bí sư phụ mưu tính thật sự là nhất hoàng đập nhất hoàng thiên ma tông nội bộ phân tranh thần bí sư phụ bằng vào sức một mình hoàn toàn liền có thể bình định có thể hết lần này tới lần khác muốn cầm la phong lục minh đao đem chính mình cho dẫn tới hắn mục đích thật sự ngay tại lúc này bạo phát sự tình muốn để cho mình âm cực tông thân phận bại lộ để người trong thiên hạ đều biết mình là tà ma ngoại đạo ngồi vững chính mình ma đạo thánh tử thân phận dạng này chính mình lập trường đương nhiên là ma đạo cái này không sẽ bởi vì chính mình giải thích liền có thể cải biến bằng vào chính mình có tiếng xấu danh tiếng chính đạo chư tông tuyệt đối sẽ đem giải thích của mình xem như ngụy biện đem mình làm làm cuộc đời đại địch thật không hổ là hắc ám thế giới vương giả ám vương hai chữ thực chí danh quy trước kia chính mình không có hiểu hai chữ này hàm kim lượng hiện nay mới chính thức biết thần bí sư phụ khủng bố đáng tiếc đã chậm mình đã thành công vào cuộc thậm chí là lật người không nổi bởi vì đây hết thảy không có bất kỳ cái gì hư giả âm cực tông thánh tử thân phận đây là như sắc thép sự thật đậu trường sinh thở dài một hơi tình cảnh này cứ việc sớm muộn biết trở về có thể không nghĩ tới sẽ ngày hôm đó bại lộ sau hậu quả cũng như thần bí sư phụ nói trên mặt nổi không có bất cứ ba động gì âm thầm bên trong cũng không lớn dù sao thiên hạ cho tới bây giờ liền không có người đem mình làm người tốt chỉ là trong lòng mình ánh sáng hướng tới chính đạo sẽ đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa không nói đến đón lấy sẽ trở thành chính đạo chi địch sẽ tao ngộ chính đạo nhằm vào đậu trường sinh thần sắc không tốt thần bí sư phụ bình thản nói, như hôm nay lúc đã tới, đại loạn sắp đến, đồ nhi thừa cơ mà lên, chính là thời đại chi tử. Không cần phải lo lắng chính đạo chư tông, trường sinh cốt thọ không nhiều, một lòng nghiên cứu trường sinh chi pháp, vạn pháp tông tôn sùng pháp thuật, bây giờ đồ nhi chiếm lấy phúc địa, trong đó liên quan đến thượng cổ bách luyện môn tương quan truyền thừa, vạn pháp tông trên dưới bận rộn một mảnh, nơi nào có tinh lực quan tâm chuyện thiên hạ. Thần thủy cung đều là nữ tử, đối với chém chém giết giết cũng không quá nóng lòng, chỉ nếu không phải xảy ra làm thiên hạ loạn lạc, giết hại vạn vạn ma đầu, thần thủy cung không sẽ chủ động quản. Duy nhất cần phải thận trọng suy tính cũng là đại nhật tông cùng Nga mi phái, có thể này hai đại tông môn, đồ nhi càng là không cần lo lắng, vi sư có nội ứng, có thể làm đồ đệ nhi bài ưu giải nan. Thần bí sư phụ trước xem chừng tứ phương, nhìn lấy dòng ngó đều thoát đi trống không. Thần bí sư phụ ánh mắt nhìn về phía một chỗ ngóc ngách, bình thản mở miệng nói, điền nhân long. Ngươi cái kia sư huynh giải quyết sao? Một bóng người nhanh chân đi ra, Điện Nhân Long giờ phút này trong tay dẫn theo một lão giả, sải bước đi đến đến thần bí sư phụ trước mặt, trong nháy mắt quỳ một chân trên đất nói, hồi bẩm tông chủ. Nga mi phái đại sư huynh đã bắt, bây giờ đã bị đệ tử phế đi đang điền, làm vỡ nát pháp tướng, bây giờ đã trở thành một tên phế nhân. Điện Nhân Long nâng tay lên cánh tay buông lỏng, Nga mi phái đại sư huynh đã trên mặt đất nhấp nhô, hình tượng cực kỳ chật vật, mặt mũi tràn đầy nếp uống, da thịt thô ráp, tràn ngập một cổ dáng vẻ già nua, hiển nhiên là bị phế võ công, đã thương tổn căn cơ, số tuổi thọ đã không nhiều lắm. Đại sư huynh cứ việc tư thái chật vật, có thể giờ phút này thu hoạch được tự do, lập tức mở miệng chửi mắng nói, Điền Nhân Long ngươi phản bội Nga Mi, làm trái sư phụ, nhất định chết không yên lành. Nga Mi sẽ giết ngươi cái này thích phản đồ, chính đạo cũng sẽ diệt trừ ngươi tên bại hoại này. Đại sư huynh ánh mắt di động, thấy được Trần Vạn Long, lập tức lớn tiếng mắng, ngươi tên ma đầu này, chết không yên lành. Hướng về phía đậu trường sinh mắng, còn có giá tên tiểu ma đầu này, chính đạo sẽ không bỏ qua các ngươi nhất định chém giết các ngươi hai cái này ma đầu, còn thiên hạ một cái an bình. Đậu trường sinh mày nhăn lại, cái này Nga mi phái đại sư huynh, dựa theo lục phiến môn tư liệu, đây cũng là đường đường một tôn võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, làm sao hôm nay vậy mà khí độ hoàn toàn không có, như bác phụ chửi bóng chửi gió. Thần bí sư phụ bình tĩnh nói, điền nhân long xuất thân Nga mi không giả, có thế nhập thiên ma tông ngày đó, liền bị truyền thụ thần ma võ học, cử chuyển thiên ma pháp, tiền thân vị, đại tự tại thiên ma pháp, liền xem như phân hóa về sau, cũng có đại tự tại chân lý. Loại này võ học học tập về sau, nương theo lấy thực lực không ngừng tăng trưởng, tư duy logic sẽ càng ngày càng tiếp cận thiên ma, sử dụng các ngươi chính đạo, cũng là tâm lý vạn vẹo, trầm mê hắc ám, lại kiên định trung trinh người, cũng không có khả năng gánh vác được trấn phái thần ma võ học. Trừ phi là cứ thế bảo bối, hoặc là mặt khác trấn phái thần ma võ học chống lại, có thể dạng này áp chế lời nói, cử chuyển thiên ma pháp, tiến cảnh chậm chạp, đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. nam mi phái trưởng môn Nam Minh chân nhân cũng rõ ràng, nhưng vẫn như cũ không ngừng điều động đệ tử đến đây, hắn nghi trượng không phải đệ tử trung tâm, hoàn toàn ngược lại là đệ tử giả tâm, chỉ cần Điền Nhân Long có giả tâm, muốn thu hoạch được thắng lợi sau cùng, tất nhiên muốn nghi trượng ngoại viện. Cái này không có so Nga Mi phái càng đáng giá yên tâm ngoại viện, dù sao nhân tâm có thể biến, lợi ích sẽ không thay đổi. Nam Minh chân nhân ý nghĩ không tệ, đáng tiếc Thiên Ma tông đều là đã bị ta trưởng khống, Điền Nhân Long căn bản không lật được trời, muốn không phải ta bây giờ tinh lực có hạn, tuổi già sau thực lực có chỗ hạ xuống, điện nhân long sớm đã như bọn họ hóa thành ta ứng thân, cho nên ngươi không muốn một bộ bác phụ tư thái đối điện nhân long ngươi cũng không có tín nhiệm. Bây giờ bị tóm phế bỏ võ công, hết thảy đều là gieo gió gặp bão, có can đảm mắc buộc mạo hiểm, liền muốn gánh chịu nó hậu quả. Thần bí sư phụ nâng lên một chân, nga mi phái đại sư huynh trực tiếp bay lên cao cao, sau cùng ở tại điên cuồng chỉ mắng bên trong, trực tiếp rơi vào thiên ma đàm bên trong. Điện nhân long lập tức chúc mừng nói, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ tam hỉ lâm môn thần bí sư phụ hứng thú, cúi đầu hỏi thăm nói, nói một chút cái nào tam hỷ. Điền Nhân Long vội vàng nói, đệ nhất vui vì yêu tộc huyền hổ nhất tộc, đem sẽ trở thành tông chủ tăng thọ tài liệu chính. Thứ hai vui là tông chủ và cao đồ tiêu tan hiềm khích lúc trước, tương lai liên thủ, thiên hạ vô địch. Thứ ba vui diệt trừ Nga Mi phái đại sư huynh, Nga Mi phái chết một vị võ đạo nhất phẩm, đã nguyên khí đại thương. Đậu Trường Sinh sắc mặt nhìn không tốt, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Điền Nhân Long, gia hỏa này nói chuyện đâm tâm, cái gì tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn không phải bị hố vào cuộc, ánh mắt nhìn về phía thần bí sư phụ, gia hỏa này mưu đồ không nhỏ, lấy thiên ma tông vì cục, lập tức đã đạt thành rất nhiều mục đích. Thần bí sư phụ miễn cười nói, tam hỷ lâm môn. Không. Lần này là bác hỷ lâm môn. Đáng tiếc còn lại mấy loại, lại là không thể nói. Ngược lại là cái này thứ tư vui, có thể giảng thuật một chút. Thần bí sư phụ nhìn về phía thiên ma đàm, bình thản giảng thuật nói, tiêu thiên hữu người này thiên tư không tệ, chính là là thượng hạng hạt giống, ta ở tại bên cạnh lặp đi lặp lại khảo sát qua cùng cửu chuyển thiên ma pháp tương tính tương hợp cho nên ta lượt thi tiểu kế một phen đe dọa về sau tiêu thiên hữu trực tiếp bị lừa rồi bây giờ tại thiên ma đàm bên trong đổi căn cơ chuyển tu cửu chuyển thiên ma pháp đáng tiếc tiêu thiên hữu không biết vậy căn bản không phải cái gì cửu chuyển thiên ma pháp mà chính là một môn đại tự tại thiên ma pháp đây là thiên ma bia phía trên nguyên văn thiên ma tông bây giờ đối với ta mà nói như là gà mờ như thế ngoại vật ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc không bằng lấy ra làm thuận nước dông thuyền, muốn là tiêu thiên hữu có thể vượt qua một kiếp này, thành công tu thành đại tự tại thiên ma pháp, như vậy tiêu thiên hữu thì có năng lực khôi phục thiên ma bia, tương lai đem về có thần ma chiến lực, đây là ta hoàn thành đại thiên mệnh một sự giúp đỡ lớn. Muốn là không độ được, như vậy thì chỉ có thể miễn cưỡng thu hắn làm ứng thân. Điện nhân Long nghe thấy lời này, ánh mắt không khỏi co rụt lại, người chấn động một cái, tuy nhiên chợt khôi phục bình tĩnh, có thể thần bí sư phụ y nguyên chú ý tới, mở miệng an ủi nói, ngươi yên tâm ta còn cần ngươi ẩn nút nga mi làm việc sẽ không ra tay với ngươi muốn là đổi thành ta trung niên thời kỳ cái này cũng thì chính mình làm nhưng hôm nay ta tuổi già sức yếu thực lực có chỗ hạ xuống không có như vậy tinh lực mỗi một vị ứng thân đều phải cẩn thận lựa chọn lại thêm ngươi thiên phú không đủ đã bị ta bài trừ bên ngoài trọng yếu nhất chính là thiên ma tông thần ma võ học ta đã bỏ đi sớm đã không tại chuyển hóa ứng thân như bọn họ cũng chỉ là ngắn ngủi khống chế tâm thần bọn họ y nguyên toàn bộ đều là người sống có lấy chính mình tâm trí liền xem như tiêu thiên hữu tu thành đại tự tại thiên ma pháp có thể nghĩ muốn chứng đạo thần ma cũng không biết năm nào ngày nào đại thiên mệnh một cửa không dễ chịu ta là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho nên ngươi tương lai là an toàn thần bí sư phụ thở dài một hơi nói nói đến cũng muốn cảm tạ cửu đại thiên ma hắn đem ta theo đám mây đánh rớt tuyệt vọng hơn một trăm năm có thể lúc tuổi già nên đón hy vọng đổi lấy là càng rộng lớn thiên địa ta có thể thoát ly thiên ma nhất mạch không cần cùng thiên ma bia lại có dính dấp thiên ma tông cái này công công thẳng thẳng thần ma sau khẳng định hậu hoạn không nhỏ đây cũng là một chuyện may mắn cũng có thể tính cả vui vẻ muốn không phải đồ nhi tương lai muốn đi chân long đại thiên mệnh ta còn có một đầu đường ra nương tựa theo phá quân vẫn thần cung hoàn toàn có thể đạp vào tranh long con đường chỉ là bây giờ được rồi làm sao có thể cùng đồ nhi tranh đạo làm sư phụ đến bảo vệ đồ nhi thần bí sư phụ tiếp tục nói thiên ma tông trong bảo khố hết thảy đều có thể cho đồ nhi vi sư cũng sẽ toàn lực ủng hộ đồ nhi xem như đền bù lần này sai lầm Đậu Trường Sinh đánh gãy thần bí sư phụ, đưa tay hướng về phương xa một chỉ nói sư phụ tính toán không bỏ sót. Có thể có biện pháp giải quyết yêu tộc đột kích thần ma. Nếu là có phải nắm chắc, không phải vậy không có cơ hội. Thần bí sư phụ sắc mặt cứng đờ, theo phóng khoáng tự do bên trong thanh tĩnh, dương mắt hướng về thông minh khí tức nhìn lại, không khỏi lo lắng nói, yêu tộc thần ma làm sao vượt cảnh rồi? Tộc ta thần ma đâu? Chương 496, yêu hoàng xuất quan. Thời gian sớm một số. Thập vạn đại sơn hổ sơn hổ kinh thiên đứng trên đỉnh núi thể phách cao chừng 6 trượng giống như một tôm như người khổng lồ quần áo khó có thể che giấu vị trí lộ ra cường tráng bắp thịt toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ dương cương chi khí như là to lớn lò luyện liên tục không ngừng tràn ngập nhiệt độ cao bắt đầu đốt lấy tứ phương hổ kinh thiên thân người đầu hổ to lớn đầu hổ giờ phút này một mảnh bi thương cái kia liên tục không ngừng chảy xuôi theo máu tươi vết thương không ngừng hỗn hợp có nước mắt dọc dọc máu và nước mắt theo hai gò má chảy xuôi dưới giống như bảo thạch đồng dạng từ mặt đất đập ra nguyên một đám cái hố. Nhân tộc. Hổ Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, bén nhọn răng nanh, không ngừng ma sát cùng một chỗ, vậy mà tóe làm bắn ra hỏa tinh, không ngừng hướng về tứ phương tràn ra. Đã trở lại Hổ Sơn có đoạn thời gian, này thời gian đầy đủ Hổ Kinh Thiên đem cái này mấy trăm năm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra biết rõ. Một đạo đạo lưu quang không ngừng lấp lóe, gào thét ở giữa từng cái cao lớn thần tuấn mảnh hổ tự khắp nơi vọt tới, trong nháy mắt trên đỉnh núi trải rộng từng cái mảnh hổ, bọn họ dùng đến cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên hổ kinh thiên. Ánh mắt kia nóng rực, dường như có thể đem hàng băng hòa tan. Thiên yêu. Bọn họ hổ tộc một mạch, vậy mà lại ra một tôn thiên yêu. Hổ tộc tại yêu tộc bên trong, cũng không phải là nhỏ yếu nhất tộc, nhưng cũng chỉ là có hai tôn thiên yêu, bây giờ lại ra một tên thiên yêu, hổ tộc tại yêu tộc bên trong địa vị nhất định nước lên thì thuyền lên, trực tiếp thành vì yêu tộc bên trong vương tộc. Bất luận cái gì một tôn yêu thần đều nắm giữ tiên thiên chi khí, tại vạn tộc được vinh dự tiên thiên thần ma, bọn họ hổ tộc cứ việc sắp xếp khẳng định phải thấp hơn loại này vương tộc, có thể nhưng cũng có thể bao trùm chủng tộc khác phía trên. Yêu tộc hết thảy mười mấy tôn thiên yêu, một bộ tộc bên trong có thể có tam tôn giả. Cái này lại có mấy cái tộc. Huyền hổ một mạch không hổ là ta hổ tộc vương tộc, mạch này mới thời gian qua đi hơn một nghìn năm, vậy mà lại ra đời một tôn thiên yêu, hổ tộc có thể có này vương tộc, thật sự là một chuyện chuyện may mắn. Chỉ cần nghĩ đến hổ tộc trở thành vương tộc, tại thập vạn đại sơn làm bên trong hành tẩu, lại không bất kỳ trở ngại nào, một cái đều trong lòng thoải mái hổ kinh thiên to lớn mắt hổ quét qua đã đem quần hổ thái độ nhìn chăm chú tại trong mắt không nhìn thẳng rơi mất quần hổ nhìn về phía màu xanh đậm rơi xuống yêu vân cái này yêu vân giống như một cái cầu thang kéo dài đến tận cùng thế giới hổ kinh thiên không chút do dự bước về phía trước một bước yêu vân trong nháy mắt cuốn một cái chợt liền đã biến mất không thấy gì nữa hổ kinh thiên tự yêu vân bên trong rơi xuống về sau đã tới đến một tòa to lớn trước đại điện đại điện phong cách thô cùng nhưng lại là đại khí bàn bạc lạnh thấu xương hổ uy tràn ngập ra chấn nhiếp tứ phương, vạn vật yên tĩnh, sinh linh không còn. Một tên trải rộng màu vàng ống râu dài nam tử, dày đặc chồng râu như là thép nguội, bắt đầu từng chiếc đứng thẳng, lít nha líp nhíp che lại hơn phân nửa khuôn mặt, miệng đã hoàn toàn bao trùm, chỉ có thể trông thấy sóng mũi cao cùng một đôi mắt hổ. Trông thấy hổ kinh thiên về sau, thân thiết tiến lên vỗ hổ kinh thiên cái kia như là giặt quần áo bồn lớn nhỏ mu bàn tay, thân mật mở miệng nói, huyền hổ một mạch, cái này để nhất ra tứ hổ, mà không phải đời đời đơn truyền, bản quân thì hiểu được, cái này để nhất huyền hổ một mạch tất nhiên sẽ lại ra một tên thiên yêu. Quả thật đúng là không sai, hổ kinh thiên ngươi vậy mà chứng đạo thành công. Đây là một chuyện thật tốt, ta hổ tộc nhiều một tên thiên yêu, có thể đứng hàng vương tộc hàng ngũ, ta hổ tộc tại yêu đình quyền nói chuyện tăng thêm, có thể di chuyển đến tốt hơn lãnh địa, xa xa rời đi cùng nhân tộc giáp giới địa phương, dạng này tộc nhân có thể tốt hơn phồn diễn sinh sống, mà không phải chết thảm ở cùng nhân tộc trong chiến tranh. Hổ kinh thiên trầm giọng nói, Kim Sơn Quân ta lần này đến không phải là vì thu hoạch được ngài chúc mừng mà là vì lão tứ mà đến lão nhị cùng lão tam đã chết cái này tự nhiên không cần nhiều lời nhưng hôm nay lão tứ mới đi nhân cảnh không lâu còn có còn sống hy vọng ta hy vọng kim sơn quân giúp ta đem lão tứ nghênh đón trở về kim sơn quân nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói hổ kinh hoàng cũng là ta hổ tộc thiên kiêu cứu hắn trở lại thập vạn đại sơn đây là vốn có sự tình một mực sáng ngời nhìn chăm chú lên kim sơn quân hổ kinh thiên nghe thấy một câu nói kia hùng hổ dọa người ánh mắt sắc bén chi sắc bắt đầu biến mất một đôi mắt hổ dần dần bình thản xuống cứ việc hổ kinh thiên cũng hiểu được kim sơn quân có thể nói ra lời này hoàn toàn là xem ở trên mặt của mình có thể cái này cũng đã đủ rồi đối phương đến cùng là một tôn thiên yêu vẫn là một tên lão tiền bối không biết mình chứng đạo lão tứ tại trong mắt đối phương cũng chỉ là một tên ưu tú hậu bối đến hôm nay nghiêm ngặt đến luận thật có cũng được mà không có cũng không sao lão tứ tuổi tác cũng lớn chậm chạp không pháp chứng đạo đã đã mất đi tiềm lực muốn là lão tứ lẻ loi một mình, vì huyền hổ một mạch truyền thừa, Kim Sơn Quân sẽ không trí chi không để ý, có thể lão tứ đã có hậu nhân, tại Kim Sơn Quân trong mắt lão tứ thật vô dụng. Có thể hổ kinh thiên hiểu được, chính mình tứ huynh đệ, bàn về thiên phú và ngộ tính, toàn bộ đều là khó phân trên dưới, chỉ là mình lớn tuổi chiếm tiện nghi, cho nên tại hiểu được chuyện này về sau, lúc này mới từ bỏ thập vạn đại sơn bên trong tu hành, mà chính là đi xa thiên ngoại thiên, tiến về vạn tộc chi địa chém giết. Điểm này chưa từng nói cho lão nhị, cũng là biết làm lão nhị thực lực mạnh về sau tự sẽ thu hoạch được huyền hổ một mạch thiên phú truyền thừa minh bạch đạo lý trong đó có thể chưa từng nghĩ cái này vậy mà hố lão nhị dẫn đến lão nhị bị người lừa dối từ đó cúng vào thiên ma tông liều mạng chết rồi lão tam biết rõ hết thảy có thể báo thù sốt ruột vậy mà cũng làm việc nghĩa không chùng bước đi lão tứ tuần tự kinh lịch mất đi người thân thống khổ vậy mà tạo thành tâm linh có thiếu chậm chạp không có đi ra khỏi đến tâm linh hoàn thành viên mãn đến mức đã mất đi chứng đạo hy vọng hổ kinh thiên lòng đang rỉ máu Hổ sơn một mạch vốn là có rất tốt tương lai, một môn không dám nói bốn ngày yêu, có thể song thiên yêu có hy vọng, có thể vậy mà liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên tai và bất ngờ. Hổ kinh thiên thần sắc thật không tốt, trầm mặt chờ đợi Kim Sơn quân tiếp tục mở miệng. Kim Sơn quân trầm mặt một hai, một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, bản quân cũng hiểu được hổ kinh thiên ngươi khó chịu trong lòng, hổ kinh địa cùng hổ kinh huyền tử vong một chuyện, đối bản quân cùng nguyên sơn quân trong lòng cũng có oán trách. Huyền hổ một mạch là hổ tộc vương tộc, thiên phú dị bẩm, quyết mạch cường đại, bị trong tộc chiếu cố đây là cần phải. Lúc trước Hổ Kinh Địa rời đi thập vạn đại sơn, Nguyên Sơn Quân tự mình khuyên qua, thậm chí là một lần xuất thủ bắt hắn trở lại Hổ Sơn, có thể Hổ Kinh Địa một lòng cho rằng ngươi bị nhân tộc Thiên Ma tông cầm tù, hết sức cầu khẩn Nguyên Sơn Quân xuất thủ cứu ngươi. Nguyên Sơn Quân hướng giải thích thả, có thể Hổ Kinh Địa hoàn toàn không rảnh để ý, vô duyên vô cớ Nguyên Sơn Quân làm sao lại đối với nhân tộc Thiên Ma tông xuất thủ, thần ma không can dự trần thế, đây là chúng ta cùng nhân tộc quyết định huyết thệ chủ động phá thề đây chính là đối với nhân tộc khiêu khích, muốn bút lên hai tộc khởi xướng thần ma đại chiến, cho dù là kiệt ngao như hồ mang, thế nhưng thành thành thật thật tuân thủ điểm này, không ngừng xung đột chỉ là phàm tục tầng thứ. Có thể hổ kinh địa hoàn toàn không hiểu nguyên sơn quân nổi khổ tâm trong lòng, quyết tâm cho rằng ngươi tại thiên ma tông bị nô dịch, trải qua ngày tháng sống không bằng chết, ngược lại là oán trách đi lên nguyên sơn quân, nguyên sơn quân trong cơn tức giận trực tiếp rời đi, có thể sau cùng nguyên sơn quân vẫn là không yên lòng, căn dặn bản quân, từ bản quân phụ trách chăm sóc hổ kinh địa có thể hổ kinh địa triệt để điên rồi, vậy mà đối bản quân lấy cái chết bức bách, bản quân không muốn rơi vào bức tử hậu bối danh tiếng, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thả hổ kinh hải rời đi. Chuyến đi này hổ kinh địa thì chưa có trở về, chết tại thiên ma tông nội đấu liều mạng bên trong, sau khi chết cũng là không được an bình, bị thiên ma tông chém thủ cấp, hiến tặng cho đương đại thương đế, chế tác trở thành đồ uống rượu. Vốn dĩ vì chuyện này đi qua, có thể chưa từng nghĩ gần như 200 năm về sau, giống nhau một màn vậy mà lại phát sinh. Thiên ma tông lại tới một người, người này thiên phú trắc tuyệt, ở vào phàm tục chi đỉnh, thực lực cường hãn lại còn thắng qua hổ kinh huyền, hắn tự mình đến hổ sơn, lấy hổ kinh địa xương sọ chế tác đồ uống rượu làm lễ vật, mời hổ kinh huyền rời núi cùng một chỗ diệt trừ thiên ma tông còn lại phản nghịch. Kim Sơn quân sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rạp màu vàng kim trâu dài, không ngừng trên dưới lay động, ngữ khí ác liệt mở miệng nói, hổ kinh huyền cũng không phải là thẳng thắng, cực kỳ thông tuệ, bản quân vốn cho rằng sẽ không như hổ kinh địa một dạng, tùy tiện liền bị lừa bị lừa, có thể chưa từng nghĩ hổ kinh huyền cũng bị cái kia thiên ma tông ma tể tử thuyết phục tâm. Lần này là bản quân tự mình ra mặt, ngăn cản lại hổ kinh huyền, vốn định kể ra trong đó màn đem hổ kinh huyền khuyên trở về, có thể chưa từng nghĩ hổ kinh huyền toàn bộ đều biết, cũng hiểu được thiên ma tông vẫn chưa cầm tù ngươi, hổ kinh địa hoàn toàn là bị lừa gạt. Hổ kinh huyền biết đầu đuôi, lựa chọn tiến về thiên ma tông, không phải đi cứu giá, mà chính là muốn vì hổ kinh địa báo thù rửa hận. Hổ kinh huyền đã bị cừu hận che đôi mắt, hận ý tràn ngập nội tâm, Bình thường nhìn như bình thường, kỳ thực sớm đã điên, bản quân nếm thử mấy lần về sau, cũng như hổ kinh địa một dạng lấy cái chết bức bách, bản quân không thể không mặc kệ tiến về nhân cảnh. Trải qua chuyện này về sau, bản quân đối huyền hổ một mạch truyền thừa lo lắng, cho nên tự mình tác hợp hổ kinh hoàng, phí tổn hơn 100 năm thời gian, mới thành công để huyền hổ một mạch sinh ra con nối giỏi. Kim Sơn quân hiện ra vẻ may mắn, may mắn nói, may mắn bản quân chuẩn bị sớm, không phải vậy huyền hổ một mạch kém một chút tuyệt tự. Huyền hổ một mạch thiên phú dị bẩm, huyết mạch cường đại, có thể con nối giỏi sinh ra khó khăn, muốn là lâm thời ôm chân Phật, đó là không có khả năng. Như hổ kinh địa cùng hổ kinh huyền một dạng sự tình phát sinh, thiên ma tông lại có người đến mời hổ kinh hoàng, lần này bản quân vẫn chưa đang khuyên, mà chính là tùy ý hắn phát triển, bởi vì bản quân hiểu được, chỉ là cản là ngăn không được. Người ba cái kia đệ đệ, hoàn toàn cũng là thẳng thắng, toàn bộ đều tương đối cố chấp, mà lại bị cừu hận che đậy, đã mất đi bản tâm, đã không có khả năng chứng đạo, bản quân hoàn toàn từ bỏ, đem hy vọng ký thác tại hổ kinh hoàng con nối giỏi phía trên bản quân đã bắt đầu chuẩn bị để nguyên sơn quân tự mình thu đồ đệ mang hắn tiến về yêu đình ở lại tiếp tục dừng lại tại hổ sơn thật sự là quá nguy hiểm liên tục chết tam hổ cái này nếu là không có nhân tộc thần ma ở sau lưng đẩy mạnh bản quân tuyệt đối là không tin cho nên đón về hổ kinh hoàng bản quân không có ngăn cản thậm chí là sẽ tương trợ ngươi chỉ là ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất nhân tộc mưu đồ không nhỏ làm sao có thể cam tâm chỉ nhằm vào phàm tục tiểu yêu cho dù là huyền hổ một mạch, cũng không đáng được nhân tộc thần ma tự mình nhằm vào, tại bản quân xem ra chỉ là thuận tay sự tình, hắn mục đích thật sự là thiên yêu. Muốn ta hổ tộc thiên yêu cứu viện, tốt nhờ vào đó ra tay giết yêu. Nhân tộc tính kế chó ngáp phải rồi, thành công câu ra ngươi cái này một con cá lớn, ngươi lần này đi nguy hiểm không nhỏ, thậm chí là khả năng không về được. Cái này cũng muốn đi sao? Vết thương chảy xuôi máu tươi đến hai gò má, hổ kinh thiên đưa tay nhẹ nhàng bay sượt, trầm giọng mở miệng nói, phải đi lão nhị chưa từng phụ ta, lão tam cùng lão tứ, đều là vì báo thù tiến về, huyết mạch thân tình, há có thể không nhìn. Kim Sơn quân gật đầu nói, bản quân liền biết các ngươi hổ sơn một mạch tính cách, cho nên tại biết ngươi sau khi chứng đạo, liền đã truyền tin yêu đình, làm một chút an bài. Nguyên Sơn quân đã mượn nhờ yêu đình danh nghĩa, tiến về nhân tộc chuột yêu. Hổ Kinh Hoàng mặc dù là huyền hổ huyết mạch, có thể tuổi tác đã lớn, số tuổi thọ chỉ có mấy chục năm, chứng đạo hy vọng xa vời, chỉ muốn đánh đổi một số thứ, nhân tộc hẳn là sẽ không đập người muốn đến giờ phút này cái kia có tin tức. Một đạo lưu quan vọt tới, rơi vào đến Kim Sơn Quân trong tay, hổ kinh thiên vội vàng xem ra, mắt hổ hiện ra vẻ chờ mong, Kim Sơn Quân an ủi nói, hẳn là tin tức tốt, dù là nhiều đánh đổi một số thứ, có thể chỉ cần đổi lấy ngươi an lòng, đây hết thảy đều đáng giá. Kim Sơn Quân hướng về sau lưng mọc lên hai cánh trắng mãn ngọc giảng nhìn qua, cái này xem xét nổi giận hét lớn, thần binh. Nhân tộc đây là sư tử há mồm, liền xem như đem hổ kinh hoàng rút gân lột da, hắn cũng không đáng ba kiện thần binh đừng muốn nói ba kiện thần binh, liền xem như một kiện cũng không đáng. Hổ Kinh Thiên cũng là giận dữ, gào thét giận dữ hết, nhân tộc đây là ý gì? Kim Sơn Quân phản ứng nhanh nhất, liền vội mở miệng nói, cửu đại thiên ma, tuyệt đối là hắn. Chỉ có hắn có trải rộng thiên hạ tai mắt, ta hổ tộc vậy mà cũng có hắn ứng thân tồn tại, cửu đại thiên ma đã biết ngươi chứng đạo thiên yêu sự tình. Hắn đây là muốn ngươi chết a? À? Nhân tộc không thể lại đi, đi tuyệt đối không về được. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biến rộng ngàn vạn không thể đi. Kim Sơn Quân mở miệng lúc, lại là đã trong bóng tối truyền tin yêu đình, đây cũng không phải là phàm tục đại yêu, mà chính là một tôn thiên yêu, yêu tộc tuyệt đối không thể sai sót, liền xem như cố động thủ cầm tù trấn áp lại, cũng là muốn so chết tại nhân tộc tới cường. Hổ Kinh Thiên quay người lại, từng tia từng sợi yêu khí hiện ra, giống như bão tố như gió, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Kim Sơn Quân bàn tay lớn vừa nhất, chính năng lại Hổ Kinh Thiên phía trước, nhưng lại là vút qua, cái này phóng lên tận trời lại là bọc nước, Kim Sơn Quân trong lòng giật mình, không tốt, bị Hổ Kinh Thiên chạy. Tai họa rồi. Hổ Kinh Thiên xuất thủ sau vô cùng nghiêm trọng, hắn rất có thể không về được cái này không cần nhiều lời, yêu tộc muốn phá huyết thể, cái này một loại hậu quả không nhỏ, yêu tộc cũng không có cùng nhân tộc khởi xướng thần ma đại chiến chuẩn bị. Nhân tộc khẳng định cũng không có, nhưng không ngăn nổi nhân tộc sẽ dùng cái này đến cửa hỏi tội đòi hỏi chỗ tốt. Một đạo lưu quan hiện lên, lại là một cái toàn thân chim thần màu xanh, ngạo nghễ tại bầu trời phía trên xoay quanh bay múa quan mang hiện lên rơi xuống văn tự phù hiện ở kim sơn quân phía trước thanh điểu truyền tin đây là yêu hoàng xuất quan hổ kinh thiên không thể chết nhân tộc muốn chiến vậy liền chiến chương 497, xin tiền bối chịu chết bình thường thời gian tuyến thiên ma tông thần bí sư phụ xa xa nhìn chăm chú nơi xa thiên khung cuối cùng dù là cách nhau hàng trăm bên trong có thể cái kia một cổ mạnh mẽ cùng cực khí tức lại là phô thiên cái địa trùng tích tới dù là chỉ là nương tựa theo khí tức cũng đủ để hoành tảo tứ phương, giết hại ngàn vạn sinh linh. Giống như một viên sao băng gào thét vọt tới, nhấc lên cương khí hoành tảo tứ phương, một mảnh cổ một che trời biển rừng, trong khoảnh khắc biến thành vỡ nát, bẻ gãy nghiền nát cương khí, phai mờ hết thể ngăn cản tại phía trước chi vật. Thanh thế kinh thiên động địa, đưa tới thiên tượng sao mà thật lớn. Nhưng thần ma, tộc ta thần ma đâu? Thần bí sư phụ muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, yêu tộc một tên thần ma không kiên nể gì như thế xông vào nhân tộc cảnh nội, dù là thiên ma tông ở vào biên cảnh, có thể yêu tộc thần ma đã nhập cảnh A. Phổ thông yêu tộc nhập cư trái phép, hoặc là nhân tộc tiến vào yêu sơn, song phương thần ma đều sẽ không để ý, nhưng muốn là một tôn thần ma, sẽ bị lập tức ngăn cản, vĩnh viễn không nên xem thường thần ma. Thần bí sư phụ một mực tràn đầy tự tin, cũng là bởi vì biết được, liền xem như đem hổ kinh hoàng dẫn tới, yêu tộc thần ma cũng sẽ không can dự, liền xem như yêu tộc thần ma xuất thủ, cũng sẽ có nhân tộc thần ma ngăn cản. Đây là rất bình thường tư duy logic. Nhưng hôm nay trái ngược lẽ thường một màn xuất hiện, yêu tộc một tôn thần ma tiến quân thần tốc, vậy mà bay thẳng Thiên Ma tông mà đến, nửa đường không có bị bất kỳ ngăn trở nào, có thể nói là thuận lợi rối tinh rối mù. Thần bí sư phụ trong chốc lát, liền đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, không khỏi chủ động mở miệng phẫn hận nổi giận mắng, "Đệ Cửu Thiên Ma ngươi cá sinh nhi tử không có lỗ đích gia hỏa, ngươi vậy mà lại hố ta." Muốn là đem yêu tộc thần ma ngăn cản tại nhân cảnh bên ngoài, như vậy yêu tộc thần ma không cách nào nhập cảnh, cục thế sẽ dần co xuống tới đỡ một ít cũng là yêu tộc thần ma rút đi, có thể bỏ mặt yêu tộc thần ma tiến quân thần tốc, người tới cảnh vô cùng dễ dàng, có thể muốn rời khỏi, như vậy thì vô cùng khó khăn. Muốn là yêu tộc thần ma không động thủ còn tốt, muốn là ngang nhiên động thủ, như vậy thì là phá hư quy củ, chủ động đối phàm tục xuất thủ, yêu tộc thần ma sợ là muốn chết tại nhân cảnh. Đây hết thảy nhìn như đều đối với nhân tộc có lợi thật lớn, có thể đó là xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết, cũng là đem mình làm làm quân cờ, trực tiếp hy sinh hết. Nghĩ hắn từ khi tu hành võ đạo bắt đầu, thì thận trọng từng bước, mạo hiểm sự tình tuyệt đối không làm, có thể nói là chú ý cẩn thận. Lúc này mới lần trước thiên ma tông liều mạng, nương tựa theo giả heo ăn thịt hổ, thành công thu được sinh cơ sống tiếp được, sau đó chậm chậm chém trừ đời trước lão gia hỏa, triệt để nắm giữ thiên ma tông. cả đời làm việc, bằng vào cũng là cẩn thận hai chữ. Lần này mười phần chắc chính sự tình, vậy mà xuất hiện trọng đại như thế sai lầm, thật ứng với người một câu chuyện xưa, làm người đắc ý nhất lúc cũng là thất bại lúc. Cứ việc đây không phải là chiến chi tội, trực tiếp bị thần ma cho hố muốn là nói ra cũng là quan vinh sự tích, đủ để cho chính mình danh tiếng vang xa, có thể sơ suất, cũng là sơ suất, tỉnh viễn không cách nào cải biến cái này một sự thật. Sẽ xuất hiện cái này một loại tình huống, chính là mình không đủ cẩn thận, đây là một cạn trọng đại giáo huấn, thần bí sư phụ nhận. Ánh mắt nhìn yêu tộc thần ma đã tới đến phía trước không xa, thần bí sư phụ lập tức hô to nói, tiền bối tới chuyện gì? Nếu là có dùng đến vãn bối địa phương, cũng có thể nói thẳng, vãn bối nhất định hết sức giúp đỡ. Màu xanh đậm yêu khí vần quanh bay múa, giống như nói đạo thần quan ngang dọc, hổ kinh thiên đình chỉ một khắc này, sáu trượng cao lớn thể phách, đã lập tại bầu trời phía trên, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ áp lực, dường như chính chính giống hết y như là trời sập. Mắt hổ quét qua ở giữa, lại là đã nhìn thấy một bộ sát hổ, không, cái này một bộ tê liệt ở trên mặt đất lão hổ, còn có yếu ớt hô hấp, cũng không có triệt để chết đi, chỉ là lâm vào sắp chết biên giới, muốn là thu hoạch được cứu chữa, không dám nói có thể hay không khôi phục đỉnh phong, nhưng khẳng định là có thể sống sót hổ kinh thiên một đôi mắt hổ hiện ra hung lệ quan toàn thân trên dưới tràn ngập áp lực bắt đầu cùng bạo mặt đất bùng đất vậy mà sinh sinh bắt đầu sụp đổ cứ thế mà lâm vào một thước thần bí sư phụ khó khăn chống cự gặp một màn này giữa lưng bên trong một khổ người đến thân phận quá tốt phân biệt cái này to lớn đầu hổ đã nói rõ thân phận nhất là đối với thần bí sư phụ mà nói hổ sơn một mạch tư liệu đều rõ ràng trong lòng đậu trường sinh không nhận ra có thể thần bí sư phụ liếc mắt một cái liền nhận ra người tới là hổ kinh thiên thần bí sư phụ trong lòng chợt lạnh nghĩ không ra chính mình khắp nơi cẩn thận, thận trọng từng bước, đã đánh giá cao hổ sơn một mạch, đem hổ kinh hoàng xem như thần ma đến đối đãi dù là biết hổ kinh hoàng chứng đạo hy vọng không lớn, nhưng tại hổ kinh hoàng không có tránh thức xuất thủ trước, vẫn là chú ý cẩn thận. Có thể chưa từng nghĩ hổ kinh hoàng không có xuất sai lầm, sau cùng gây nên tai họa chính là hổ kinh thiên, tại thần bí sư phụ nơi này hổ kinh thiên sớm đã tử vong. Hổ kinh thiên mấy trăm năm chưa hề quay về hổ sơn, dựa theo lấy thôi toán hắn số tuổi thọ đã hao hết, có thể hổ kinh thiên hết lần này tới lần khác chứng đạo trở thành thần ma. Thần bí sư phụ thái độ khiêm tốn, thành khẩn mở miệng nói, nguyên lai là hổ kinh thiên tiền bối, vãn bối lần này ra tay trọng một chút, nhưng cũng là bất đắc dĩ, bất quá vãn bối không có hạ tử thủ, tiền bối mang về thật tốt trị liệu, tin tưởng có thể chữa trị. Để tỏ lòng ấy nấy, lần này tất cả trị liệu thành bản, vãn bối nguyện ý toàn bộ gánh chịu. Hổ kinh thiên nhìn lấy khí tức yếu ớt, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh hổ kinh hoàng, đưa tay đẩy ra hổ kinh hoàng miệng, ném ra một viên đan dược, Nhìn lấy Hổ Kinh Hoàng hô hấp bình phục lại, sinh cơ chính đang không ngừng tăng cường, sau cùng triệt để vững chắc lại, lúc này mới thở dài một hơi, biết Hổ Kinh Hoàng thương thế ngắn mũi ổn định, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Một đôi mắt hổ nhìn về phía mở miệng thần bí sư phụ, đằng đằng sát khí nói, ngươi cho rằng chủ động nhận lỗi. Việc này thì xong việc. Thần bí sư phụ vội vàng nói, Tiền Bối hiểu lầm, Vãn Bối biết mình làm không đúng, Vãn Bối nguyện ý tự sát, đối tiền bối đệ đệ động thủ người, toàn bộ đều giao cho tiền bối xử trí. Hổ Kinh Thiên con ngươi hiện ra quang mang, lạnh mở miệng cười nói, ngươi là Thiên Ma tông môn đồ, chắc hẳn cũng là ứng thân đông đảo, chết một chút ứng thân, đối với giá lại có ảnh hưởng gì? Chỉ là bọn họ tự sát không đủ, ta muốn ngươi tất cả ứng thân tử vong. Xem ở lão tứ không có chết phân thượng, ta cho ngươi lưu một đầu sinh lộ, lại tự phế võ công, cố mà trân quý sau cùng mấy năm thọ mệnh. Thần bí sư phụ thành khẩn chi sắc tiêu tán, sắc mặt âm trầm xuống, thanh âm khàn khàn nói, tiền bối thật không cho vãng bối một điểm đường sống bây giờ hổ kinh hoàng vẫn chưa tử vong, hết thảy còn có thể vãn hồi, tiền bối cứu được người trực tiếp rời đi, dạng này không tốt sao. Như vậy bức bách ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, đến lúc đó tiền bối nhất định phải xuất thủ, ta muốn là yêu tộc còn chưa tính, chết cũng là chết vô ích, nhưng ta là nhân tộc, nơi này cũng là nhân tộc cảnh nội, tiền bối chủ động động thủ với ta dễ dàng, có thể sau đó sợ là khó có thể chạy thoát, cũng phải cùng vãn bối cùng lên đường, hoàn tuyền lộ phía trên dựng người bạn. Chúng ta chết không sao cả, hổ kinh hoàng thế nhưng là tiền bối thân đệ đệ, cũng sẽ được nhân tộc thần ma giết chết, cái này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, chúng ta người nào cũng không sống nổi. Tiền bối phải thận trọng cân nhắc a." À. Thần bí sư phụ lời nói đến sau vài câu, đã hết sức an ủi lên, giờ khắc này dường như không phải nhân tộc, mà là trở thành hổ kinh thiên người thân, từng câu từng chữ đều là vì hổ kinh thiên cân nhắc, gấp hổ kinh thiên chỗ gấp, lo hổ kinh thiên chỗ buồn. Hổ kinh thiên bàn tay khổng lồ để xuống, nhìn về phía thần bí sư phụ nói, người người này ngược lại là lấy lên được, thả xuống được, cũng xem thấu sự tình bản chất không muốn trở thành thần ma quân cờ, cũng không cam chịu tâm sung làm vật hy sinh. Thái độ cũng là rất thành khẩn, nói cũng đều đúng. Có thể ta cuối cùng ý khó bình, đệ đệ thương tổn không thể nhận không? Các ngươi nhân tộc tâm tư quá nhiều, ta có thể thuận lợi như vậy đến chỗ này, tuyệt đối không phải các ngươi nhân tộc thần ma sơ sẩy, mà chính là bọn họ cố ý vì thế, tới dễ dàng rời đi khó. Ta lần này rời đi nhất định ngoài ý muốn nổi lên, cùng sau cùng ta không thể quay về, chết tại trên nửa đường, sau cùng tiếc núi buông tha các ngươi cái này một số thương tổn đệ đệ ta hung thủ, còn không bằng giết các ngươi. Thần bí sư phụ vội vàng khuyên giải nói, tiền bối có thể ngàn vạn không thể nghĩ như vậy, cục thế còn không có ác liệt đến một bước này, đừng có bi quan thái độ. Ta nhân tộc yêu thích hòa bình, tiên tề bệ hạ chủ trương vạn tộc bình đẳng, hòa bình cùng tồn tại, đây là thế nhân đều biết sự tình. Đương nhiên ta nhân tộc cường thịnh, thần ma số lượng cũng nhiều, tự nhiên cũng có một chút hắn hắn ý kiến người, có thể trong đó đấu võ phái thủ lĩnh đại hạ bệ hạ, Bây giờ chính tại Thiên Ngoại Thiên Di chuyển phúc địa, đấu võ phái quần Long vô thủ, tự nhiên lấy Tiên Tề bệ hạ ý kiến làm chủ, tiền bối chút chuyện này đều không phải là sự tình. Liền nói thương tộc đi, thương tộc giả mạo tộc ta thần ma, làm xuống ác liệt như vậy sự tình, có thể ngươi nhìn ta nhân tộc trả thù sao? Căn bản không có, chỉ là khiển trách một số, từ nơi này tiền bối liền có thể hiểu được, ta nhân tộc là cỡ nào yêu thích hòa bình. Phản bối có can đảm cầm tánh mạng đảm bảo, muốn là tiền bối thật xảy ra chuyện, muộn như vậy bối tuyệt đối sẽ chết ở tiền bối trước hổ kinh thiên thờ ơ mặc cho thần bí sư phụ liên tục lật mở miệng ý chí không có bất kỳ cái gì dao động có thể cũng chưa từng chủ động động thủ cái này khiến thần bí sư phụ hoan hỉ tiếp tục gia tăng cường độ nói đương nhiên vãn bối cũng biết tiền bối sầu lo chỗ lấy tiền bối không chỉ có thể mang đi vãn bối vãn bối cái này vị đệ tử cũng có thể thần bí sư phụ chỉ một ngón tay chỉ hướng ngay tại bất động thanh sắc rút đi đậu trường sinh chủ động vì hổ kinh thiên giảng giải người này cũng không biết tiền bối có biết hay không coi như tiền bối không biết cũng không quan trọng vãn bối cái này cho tiền bối nói một chút. phản bối cái này vị đệ tử, chính là trước đó không lâu chiếm lấy phúc địa, lực áp vạn tộc, uy chấn thiên hạ nhân tộc thiên kiêu đậu trường sinh. Không chút khách khí giảng, đồ nhi này của ta phân lượng, đã không kém gì thần ma, chỗ lấy tiền bối muốn là lo lắng sẽ được nhân tộc thần ma ngăn cản, như vậy chỉ muốn mang theo đồ nhi này của ta, tuyệt đối không có thần ma có can đảm chủ động xuất thủ. Đậu trường sinh biến sắc, không dám tin nói, sư phụ ngươi bán ta. Ngươi đây là phản bội nhân tộc, liền xem như lần này có thể sống sót, tương lai nhân tộc to lớn, không còn có người đất lập thân, mà rời đi nhân tộc về sau, mất đi nhân tộc che chở, ngươi chính là chó mất chủ, cả ngày sống ở nhân tộc truy sát hoảng sợ dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thần bí sư phụ trực tiếp đánh gãy đậu trường sinh, lạnh mở miệng cười nói, ngươi nói đây hết thảy ta làm sao không biết, nhưng cái này một số đều là hậu hoạn, hiện tại muốn là không có thể sống sót, đây hết thảy lại cùng ta có quan hệ gì. Ta ghét nhất chính là cái gì tiềm lực vô cùng, tương lai sẽ chứng đạo trở thành thần ma cũng không nghĩ một chút chỉ cần hiện tại chết rồi, ngươi cho dù tốt tương lai cũng không có. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, vì mạng sống bán ngươi, lựa chọn phản bội chạy trốn nhân tộc, cái này lại là cái gì đại sự, đây bất quá là sinh tồn bản năng, ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Lần này đệ cửu thiên ma lấy ngươi ta sư đồ làm quân cờ, đem chúng ta xem như vật hy sinh, hắn có thể làm xuống hại tộc nhân chuyện ác, thì không cho phép ta phản bội nhân tộc. Lựa chọn đi chết, đi làm nhân tộc anh hùng, cái kia thuần túy thì là kẻ ngu. Thần bí sư phụ di động ánh mắt, không tại đi xem đậu trường sinh, chủ động tiến tới hổ kinh thiên bên cạnh, trực tiếp vỗ bộ ngực nói, tiền bối muốn là lại không yên lòng, ta cái này đem tất cả ứng thân đều triệu hoán tới, lấy tiền bối thực lực, có thể một đạo yêu phong cuốn đi. Xảy ra chuyện trước hết giết ta, nếu là không ra chuyện, trực tiếp tiến về yêu sơn, cái này cũng là một chuyện tốt, nhân tộc đã không có vãn bối đất lập thân, vãn bối có thể là một tên nhân yêu. Thần bí sư phụ một bên giảng thuật, vừa bắt đầu kêu gọi khống chế ứng thân, cách đó không xa cộng công pháp vương cùng chút dung pháp vương mặt không biểu tình đi tới kim tôn cùng một độc còn có vương bất ngạ cũng như thế làm cho người ta chú ý nhất chính là thiên ma tông bên trong lại đi ra lần lượt từng bóng người đậu trường sinh dương mắt nhìn lên có thể trông thấy đi đầu một người vậy mà lão nhạc trường là lão lương vương giờ phút này lão lương vương mặt không biểu tình từng bước một đi tới phía sau một người lạ lẫm, nhưng thêm chút suy tư thì minh bạch vị này là thiên ma tông nội đấu chết đi tông chủ mà lại một mực thần bí vô tung hai tôn pháp vương hậu thổ pháp vương cùng thiên ngô pháp vương quả nhiên cũng không có đào thoát thần bí sư phụ độc thủ giờ phút này bốn tôn võ đạo nhất phẩm chạy đến không là năm tôn cái kia ẩn nấp đi chính phải cẩn thận tránh né rời đi điền nhân long nhưng cũng là mặt không biểu tình từng bước một đi tới tứ đại pháp vương cộng công pháp vương chúc dung pháp vương hậu thổ pháp vương thiên ngô pháp vương ngũ đại trưởng lão điền nhân long trần vạn long vương bất ngạ kim tôn một độc lão lương vương thiên ma tông tông chủ long dương tào mẹ nó. Thiên ma tông triệt để phế đi, chơi cái gì? Thứ cửu đại thiên ma không làm ngươi làm người nào. Giờ khắc này đậu trường sinh rốt cục có minh ngộ. Dường như nhìn ra đậu trường sinh nghi hoặc, thần bí sư phụ giải thích một câu nói, 100 năm trước ta tiếp xúc lão lương vương, mời đối phương thành vì ta ứng thân, lão lương vương không đồng ý còn chưa tính, nhưng hắn vậy mà đuổi ta ba ngàn dặm chặt ta, vì thế 50 năm trước ta hỏi lại, hắn vẫn là không đồng ý, lần này đuổi ta 3 năm, giết ta hai đại ứng thân bất quá tiêu viên thảm án trước lão lương vương chủ động liên lạc ta muốn ta chiếu cố một chút đại chất tử cho nên mới có tiêu thiên hữu phen này tạo hóa không phải vậy thiên ma tông tương lai dựa vào cái gì đến phiên hắn làm chủ thần bí sư phụ nhìn về phía hổ kinh thiên ứng thân toàn bộ vui mừng tiến lên mười hai vị võ đạo nhất phẩm lộn xộn kêu loạn cùng tiến lên trước đến từ đến hổ kinh thiên trước người về sau lại là trong nháy mắt hạ bái nói tiền bối không cho vãn bối đường sống như vậy thì chỉ có thể xin tiền bối phẩm giá một chút vãn bối tự ngộ một môn thập nhị phá quân nguyên thần sát trận. Có thể chiến thần ma hay không? Chương 498, ngươi tầm nhân đạo chi kiếm đánh lén. 12 đạo quang mang, tầm vang ở giữa sông lên trời không? Quang trụ hướng vào mây trời, tan biến tại bầu trời cuối cùng. Từng vị mặt không biểu tình, mỗi người trong tay xuất hiện từng kiện từng kiện bán thần binh, hắn phẩm cấp bất ngờ chính là nhất phẩm hàng ngũ. Thần bí sư phụ thanh âm lạnh lùng vang vọng đất trời, cái môn này thập nhị phá quân nguyên thần sát trận là đương đại ta thần đô thành bên ngoài ta gặp được thánh nhân bỏ mình, thất sát đế hận đao tấn thăng thần binh là lĩnh ngộ. Cái môn này thập nhị phá quân nguyên thần sát trận tuy nhiên do ta lĩnh ngộ, nhưng cũng là phía trên ứng thiên lúc, phía dưới hợp người vận, đáp ứng mà ra một môn sát trận, đây là phá quân vẫn thần cung tương lai phương hướng. Một kiện thần binh, bởi vì người mà thành. Thất sát đế hận đao thí quân thành công, uống cạn thiên hạ chí tôn huyết dịch, đây là một thanh hung đao, đại biểu cho đế đạo chí tôn, chuyên môn vì sát phạt chi nhận. Chính diện sát phạt, không phải ta am hiểu, cho nên phá quân vẫn thần cung nhập tay ta về sau thập nhị phá quân nguyên thần sát trận ứng vận mà ra muốn là đổi thành một vị nào đó thất phu cái này vẫn là một kiện sát phạt chi cung từ khi ngộ ra cái môn này thập nhị phá quân nguyên thần sát trận ta vì tăng cường hắn thực lực bắt đầu liên tục lực vận dụng nội tình nghèo hết tất cả vơ vét tương xứng chi vật nhưng vẫn như cũ tiến triển rải rác chỉ thu được bốn kiện xứng đôi nhất phẩm bán thần binh đây là vận dụng thiên ma tông loại này cửu đại thượng tông chi lực đem cái này ứng thân vốn là nhất phẩm bán thần binh buôn bán bán mất có thể còn lại 8 cái nhất phẩm bán thần binh, lại là một lần tại phá miếu đấu sức, dễ như trở bàn tay toàn bộ đều vào tay. Thật ứng câu nói kia, lúc tới thiên địa đều là đồng lực, loạn thế cùng một chỗ, thần ma đặt cược, ta truy cầu cả đời thần ma chiến lực, vậy mà dễ như trở bàn tay hoàn thành. Cũng bởi vì trong tay cái này một trương phá quân vẫn thần cung. 12 đạo quang mang lẫn nhau giao thoa, khí tức túc sát lan tràn, dường như không gian đã ngưng kết. Phá quân vẫn thần cung xích kim chi sắc quang mang đại nướng, còn lại 12 kiện nhất phẩm bán thần binh mỗi người hiện ra quan mang, một cái tiếp theo một cái đồ án, bất ngờ chính là thập nhị cầm tinh, sau cùng toàn bộ đều dán vào tại phá quân vẫn thần cung phía trên. Bản thân lực lượng không đủ, như vậy thì ngoại lực đến tiếp cận. Thập nhị nguyên thần mỗi người lấy thập nhị địa chi phương vị chiến lực, lực lượng liên tục không ngừng gia trì tại phá quân vẫn thần cung phía trên, thập nhị cầm tinh đồ án giống như đại đạo đường vân, sau cùng đồ án diễn sinh ra hư huyễn quan ảnh, còn quấn phá quân vẫn thần cung bay múa. Phá quân vẫn thần cung trong nháy mắt kéo ra, một chi lóe ra vô cùng quan mang mũi tên xuất hiện tại phá quân vẫn thần cung trên dây cung trong chốc lát bắn nhanh mà ra một tiễn bắn ra về sau cùng phong khoái động biển mây cuồn cuộn dường như trở thành thiên địa trung tâm lấy dời núi lấp biển trời long đất lở chi thế buông xuống đến hổ kinh thiên phía trước hổ kinh thiên hai con mắt như điện không giận tự uy bước về phía trước một bước ở trên cao nhìn xuống một quyền đánh ra không gian hiện ra ba động mắt thường thấy dấu vết phân mảnh cho thấy ẩn chứa bạo tạc lực lượng vô cùng cuồng bạo anh ra phá diệt nhất thiết. Xích kim sắc mũi tên tại lực lượng cùng bạo phía dưới, từng khúc bắt đầu phai mờ, va chạm dư âm bao phủ cửu thiên thập địa, giống như một vòng mặt trời hạ xuống, thiên địa ảm đạm phai mờ, thiên địa phản phất ngưng kết, thiên ma tông còn sót lại kiến trúc, trong nháy mắt quét sạch không còn, biển rừng triệt để đã mất đi tung tích, biến thành liên miên đến bầu trời cuối cái hố. Hổ kinh thiên mặt không biểu tình lạnh lùng nói, phá quân vẫn thần cung không hổ là sát phá lan chi lực, có thể đại biểu cho phá quân, tương lai nhất định là một kiện thần binh tương lai nương theo lấy lần lượt loạn thế mở ra, tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh cũng là có nhiều khả năng. Cái môn này thập nhị phá quân nguyên thần sát trận, cũng là không tầm thường, bằng cảnh giới của ngươi cùng bản sự, không cách nào lĩnh ngộ ra cái môn này sát trận. Này sát trận phải dùng sát khí đẩy mạnh, phụ trợ sát khí cùng kiếp khí, chính thích hợp sa trường chinh phạt, ngươi cái này một loại cách dùng tuy nhiên linh hoạt một chút, có thể đã mất đi hắn uy lực chân chính, đã có thể tương đương với thần ma chiến trận, miễn cưỡng có thần ma chiến lực. Nhưng cũng chỉ là cùng một số tay cầm thần binh người so sánh, khoảng cách tránh thức thần ma còn là có chênh lệch, mà cái này một cái chênh lệch, cũng là không thể vượt qua rảnh trời. Hổ Kinh Thiên đang muốn lại mở miệng, lại là cảm giác được sau lưng đau xót. Đen tuyền mũi kiếm, lại là đã thông qua chính mình lồng ngực, Hổ Kinh Thiên hơi hơi cúi đầu, có thể rõ ràng trông thấy đen nhánh trên mũi kiếm, đang không ngừng có xích kim chi huyết chảy xuôi xuống. Hổ Kinh Thiên không dám tin nói, bị đánh lén. Đen nhánh chi kiếm xuyên qua Hổ Kinh Thiên, giống như một đạo lưu quang xông vào nơi xa chân trời, thần bí sư phụ gặp một màn này, lại là cười lên ha hả, thanh âm chấn động tứ phương, trong lúc nhất thời phong vân khoái động, tiếng cười điên cuồng âm tràn ngập khoái ý, hổ kinh thiên ngươi tự cao tự đại. Cho rằng thần ma liền có thể trưởng khống hết thảy, dù là cũng nhìn ra ta có ý trì hoãn thời gian, ngươi cũng thuận thế mà làm, ngươi cũng muốn trì hoãn thời gian, tốt cho yêu đình phản ứng thời gian, để yêu tộc thần ma đến giúp. Chúng ta đều đang trì hoãn thời gian, có thể ta đang khổ cực chuẩn bị, ngươi chỉ là bình tĩnh chờ đợi, không cho rằng ta chuẩn bị có thể thương tổn đến giá. Cho dù là thập nhị phá quân nguyên thần sát trận xuất hiện, cũng không đủ để ngươi tránh thức động dung. Có thể ngươi làm sao biết thập nhị phá quân nguyên thần sát trận biến hóa, này sát trận lấy thập nhị địa chi sắp xếp, lấy có phá quân sát phạt chi lực, có 12 loại đặc tính biến hóa, cái này nguồn gốc từ tại 12 nguyên thần. Vừa mới một kích kia, vì cái gì không phải giết ngươi, mà chính là hấp dẫn ngươi chú ý lực, đồng thời lấy nguyên thần chi lực ẩn nạp đậu trường sinh hành tung, lại truyền tống nguyên thần phụ trợ đậu trường sinh tiếp cận ngươi, theo bắt đầu mới bắt đầu vì chính là một kích này. Đối cho các ngươi loại này tự ngạo người mà nói, muốn các ngươi mắc lừa thật sự là quá dễ dàng, cả đời này ta không biết bằng này thủ đoạn, đánh lén bao nhiêu người, hậu thổ Pháp Vương cùng thiên ngô Pháp Vương, tự ngạo tại bản thân vì lần trước thiên ma tông liều mạng người thắng lợi, từ đó không đem ta cái này cạn hậu bối để ở trong mắt, cho nên bọn họ đều đã chết. Lão Lương Vương cũng cho rằng cho dù là chủ động phối hợp ta, sau cùng cũng có thể nắm giữ đại cục, sau cùng một phen ẩn nặc tung tích, trốn ở thành lập chỗ an toàn, có thể thật tình không biết ta sớm ở nơi đó chờ lấy hắn, sau cùng còn đem hắn tan rã huyết nhục cho đền bù lên, để hắn biến thành ta ứng thân. Nói đến tạo thành đây hết thảy, cũng là ngươi hổ kinh thiên không cho ta sống đường. Ngươi muốn là tìm tới hổ kinh hoàng, trực tiếp lựa chọn rời đi, ta như thế nào dám đối thần ma xuất thủ. Cái môn này thập nhị phá quân nguyên thần sát trận, vốn là ta coi là đem về tại đời tiếp theo người thừa kế trong tay xuất hiện, không nghĩ tới lại là ta dùng được. Hổ kinh thiên đưa tay bưng bít lấy phá vỡ huyết động, giận quát một tiếng, im miệng. Ngươi phen này quấy nhiễu ngôn từ, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thần ma ý chí há có thể bị ngươi dâm ba câu dao động. Phá vỡ huyết động bên trong, huyết nhục không ngừng diễn sinh, hô hấp ở giữa thì đã hoàn toàn khép lại, có thể sau một khắc huyết nhục bắt đầu hiện đen, hoàn toàn đã đồ xấu, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối rơi, biến thành thịt nhão. Khép lại, hư thối, sống và chết, hai người không ngừng luân chuyển xuất hiện, sau cùng quấn quýt lấy nhau, đồ xấu tốc độ ngay tại dần dần áp chế diễn sinh, thương thế đã bắt đầu chuyển biến xấu. Hổ Kinh Thiên trầm giọng nói, loại này không cách nào khép lại thương thế, Màu sắc đen nhánh chi kiếm, giữa thiên địa chỉ có một thanh, cái kia chính là nhân đạo chi kiếm Trạm Lô kiếm. Trước đây không lâu thiên cơ báo ta cũng là quan sát qua, vốn cho rằng phía trên miêu tả có sai, Trạm Lô kiếm làm nhân đạo chi kiếm, hắn người dự bị nhất định là đại nhân đại nghĩa người, làm sao có thể là thủ đoạn độc ác, lòng lang dạ thú người. Đến tại cái gì lừa gạt Trạm Lô kiếm bình luận, thuần túy cũng là nói vớ nói vẫn, Trạm Lô kiếm phẩm cấp không thấp, người nào có thể làm đến. Ở trong đó khẳng định là thiên cơ báo sai lầm có thể hôm nay như sắt thép sự thật để cho ta hiểu được, cái này thiên cơ báo vậy mà không có một câu hư giả, nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm thật bị Đậu Trường Sinh dùng một loại nào đó phương pháp lừa gạt. Không phải vậy đường đường nhân đạo chi kiếm, tượng trưng cho nhân nghĩa, làm sao có thể được tối tâm tiến hành. Liền xem như hắn người sử dụng chủ động làm, trạm lô kiếm cũng không có khả năng phối hợp, cái này làm trái trạm lô kiếm nhân nghĩa. Đây là nhân đạo chi kiếm, mà không phải chuyên vì ám sát đảng sinh ngư trường kiếm. Hổ Kinh Thiên đại hận, lần này là sơ suất Đậu Trường Sinh người này hổ kinh thiên cũng không xa lạ gì, thiên cơ báo khoác lác thiên hoa loạn trụy, hổ kinh thiên cũng thấy qua, cũng là có một phen giải. Thiên ngoại thiên nhất chiến, Đậu Trường Sinh kiếm thương thần ma một chuyện, đều đã lên thiên cơ báo, cơ bản quá trình đều kỹ càng miêu tả, hổ kinh thiên vô cùng rõ ràng, trông thấy Đậu Trường Sinh một khắc này, há có thể không có đề phòng. Trong lòng đã nghĩ đến, lần này nhân tộc thần ma tùy ý chính mình tiến quân thần tốc, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh ở đây, thời khắc mấu chốt có thể mượn lấy trạm lô kiếm chi lực, từ đó cùng mình nắng ngủi trì hoãn, sau đó đợi đến nhân tộc thần ma đến. Cho nên hổ kinh thiên tại phát hiện nhân tộc thần ma không chủ động xuất hiện về sau, cũng là cố ý trì hoãn thời gian, tốt cho yêu đình phản ứng thời gian. Có thể chưa từng nghĩ nhân tộc ẩn tàng quá sâu, nhìn như thật đơn giản cục thế, như là khe suối một dạng, liếc một chút liền có thể thấy rõ, thật là đi vào khe suối về sau, mới có thể phát hiện sâu không thấy đấy. Cái này thiên ma tông môn nhân, vậy mà làm ra thập nhị phá quân nguyên thần sát trận, lấy phá quân vẫn thần cung làm trung tâm, phụ trợ 12 vị võ đạo nhất phẩm cùng nhất phẩm bán thần binh, vậy mà thật có thần ma chiến lực. Nói một nghìn, nói một vạn, lần này là chính mình sơ suất, không có dự liệu được nhân đạo chi kiếm sẽ như thế vô sĩ. Đương nhiên đây chỉ là hắn một, thứ hai cũng là căn bản một trong, là chính mình thực lực không còn đỉnh phong, vì thu hoạch được trường sinh đan, tại thiên ngoại thiên cùng còn lại thần ma liên tục lật đại chiến, bây giờ có thương thế không nhẹ, tạo thành thực lực giảm xuống, không phải vậy cái này đánh lén cử động, cũng là có thể kịp phản ứng. Thần ma là toàn phương vị cường đại, không phải chuyên môn ỷ vào một vật liền có thể sánh ngang. Đáng hận, bây giờ thời cơ không đúng. Hổ Kinh Thiên nhìn chăm chú lên huyết động, biết không tao ngộ công kích, là bọn họ chờ đợi chính mình thương thế chuyển biến xấu, muốn là như vậy bình tĩnh chết đi tốt hơn, dạng này không gặp mặt lâm nhất tên thần ma trước khi chết phản công, cho nên không muốn đánh phá cái này một cái bẫy thế. Bọn họ thuần túy là suy nghĩ nhiều, cũng quá coi thường một tên thần ma. Hổ Kinh Thiên rộng lớn tay cầm duỗi ra, cứ thế mà đè xuống huyết động, tráng kiện cánh tay bắp thịt nâng lên, cứ thế mà nương tựa theo lực lượng trực tiếp móc rỗng huyết động đem huyết động phụ cận huyết nhục cùng nhau móc ra cánh tay vung vẩy ở giữa cái này thịt nhão cùng huyết nhục tự trên bầu trời bốn phía bay ra hổ kinh thiên ý nghĩ rất đơn giản nơi này đã không thể khép lại như vậy thì đem cái này một cái khu vực móc xuống huyết động làm lớn ra hơn hai lần đứng tại đậu trường sinh vị trí có thể rõ ràng theo vết thương thông qua hổ kinh thiên nhìn thấy phía trước đứng yên trần vạn long hổ kinh thiên động tác để đậu trường sinh giật mình đây là một kẻ hung ác không khỏi tầm thật chặt trạm lô kiếm nhìn lấy hổ kinh thiên vết thương vị trí huyết nhục không ngừng diễn sinh trong nháy mắt cốt cách cùng huyết nhục đã sinh ra hết thảy đều hướng về tốt chuyển biến có thể sau một khắc huyết nhục lại một lần nữa đồ xấu trực tiếp hư thối lên trạm lô kiếm thương tổn vị trí lại khôi phục nguyên dạng vết thương chính đang chậm rãi mở rộng giống như là độc tố một dạng ngay tại ăn mòn tứ phương trạm lô kiếm lực lượng không thể coi thường đại biểu cho không thể chữa trị hợp đặc tính há là như vậy vô cùng đơn giản liền có thể khôi phục một tên thần ma chính đại đặc tính, trong đó có thân thể bất tử, trên cơ bản thần ma muốn làm đến điểm này không khó, như vậy chẳng phải là trạm lô kiếm đặc tính trở thành gà mờ. Hổ kinh thiên cảm thụ được huyết nhục đồ xấu, mắt hổ nổi lên băng lãnh, cứ việc thương thế không thể trị càng, cũng không đại biểu lấy hổ kinh thiên mất đi chiến lực. Trạm lô kiếm lực lượng rất mạnh, có thể đậu trường sinh thực lực quá yếu, muốn là một tên thần ma tay cầm trạm lô kiếm, một kiếm này đủ để giết chết hổ kinh thiên, nhưng hôm nay hổ kinh thiên chỉ là thụ thương, thậm chí là kém xa chiếm lấy trường sinh đang bị thương thế trọng. Hổ kinh thiên mới bước ra một bước, thì muốn phản kích lúc, thần bí sư phụ thanh âm đột nhiên nhớ tới, không được nhúc nhích. Ngươi muốn là lại dám nhúc nhích một chút, ngươi thân đệ đệ hổ kinh hoàng tánh mạng liền muốn khó giữ được. Thần bí sư phụ âm thanh vang lên, đậu trường sinh hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại, lúc này mới thấy rõ, hổ kinh hoàng không biết khi nào rơi vào đến Trần Vạn Long trong lòng bàn tay, lúc này bị Trần Vạn Long một cái tay dẫn theo cái cổ, thật cao dơ lên lên trần vạn long trong lòng bàn tay pháp lực không ngừng phun trào giống như một sợi dây thừng một dạng cắt gao chói chặt lại hổ kinh hoàng cái cổ còn lại lồng ngực vị trí cũng lơ lửng từng cây cương châm nhắm ngay hổ kinh hoàng mỗi cái muốn hại thần bí sư phụ âm thanh vang lên không muốn nếm thử nghĩ cách cứu viện ngươi ngàn vạn không thể vọng động ta đã cho hổ kinh hoàng hạ độc cũng có nguyền rủa đồ vật chuẩn bị chú pháp ngươi khả năng trong tay ta đem hổ kinh hoàng cướp đi nhưng hôm nay hổ kinh hoàng khí tức yếu ớt chịu không được nửa điểm kích thích bất luận là độc tố bạo phát vẫn là nguyền rủa có hiệu lực, đều có thể để Hổ Kinh Hoàng tử vong. Thần bí sư phụ không đợi nói xong, thanh âm yếu ớt vang lên, đại ca cứu ta. Đây là Hổ Kinh Hoàng thanh âm, không biết khi nào Hổ Kinh Hoàng đã tỉnh táo lại, thanh âm hữu khí vô lực, rất rõ ràng trạng thái không tốt, thần bí sư phụ quát lớn một câu, im miệng. Sau đó tự mình phong tỏa Hổ Kinh Hoàng miệng, một đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Hổ Kinh Thiên, trầm giọng mở miệng nói, đây chính là tiền bối thân đệ đệ, tiền bối lần này cam mạo kỳ hiểm, chính là vì Hổ Kinh Hoàng bây giờ tiền bối chẳng lẽ muốn từ bỏ. Chỉ cần tiền bối không phản kháng, ta có thể hướng tiền bối cam đoan, sự tình sau chủ động cứu chữa hổ kinh hoàng, đem hổ kinh hoàng chữa cho tốt về sau, chủ động thả hổ kinh hoàng sẽ yêu tộc. Tin tưởng sẽ không có người ngăn trở, liền xem như thần ma cũng sẽ không, dù sao hổ kinh hoàng không có không uy hiếp. Nhưng muốn là tiền bối vọng động, như vậy không chỉ là tiền bối khó giữ được tính mạng, liền xem như hổ kinh hoàng tánh mạng cũng không có. Hổ kinh thiên thần sắc biến đổi lớn, đau âm thanh nói, bị ổi vô sĩ. Trạm lô kiếm kiếm chủ lại là đệ tử của ngươi, có thể cùng ngươi thông đồng làm bậy, trạm lô kiếm thật sự là mắt bị mù. Tương lai trạm lô kiếm há xứng lại xưng nhân nghĩa. Chương 499, Vang Cầu Đồ Nhi, tuyệt đối không nên phát vi A. Cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, mây đen cuồn cuộn mà động. Thiên ma tông một mảnh hỗn độn, đại địa lõm đi xuống, thiên ma điện cùng thiên ma quật đã biến mất không còn tâm tích, duy chỉ có còn lại thiên ma đàm, y nguyên sừng sững tại cách đó không xa, đầm nước u ám thâm thúy, dường như tuyên cổ bất biến. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa nắm chặt Lưu Quang, trạm lô kiếm quang mang tiêu tán, ở vào Đậu Trường Sinh trong tay yên lặng lại. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn thần bí sư phụ, vừa nhìn về phía Hổ Kinh Thiên, một trận chiến này có thể nói là Đậu Trường Sinh xuất đạo đến nay, quỷ dị nhất đánh một trận. Đây không phải nói thần bí sư phụ thủ đoạn ti tiện, phân thân mã giáp chơi có tay nghề, mà chính là nói chiến đấu bắt đầu về sau, song phương đều không có liều mạng tâm tư, theo bắt đầu mới bắt đầu thì lầm bà lầm bầm, đến khó lường không động thủ về sau, Song Phương Y Nguyên vẫn là lầm bà lầm bầm. Ba chữ kéo dài thời gian. Kéo không nổi nữa đánh một chút, sau đó lại bắt đầu cứng rắn kéo. Đây chính là bây giờ tiết tấu. Hổ Kinh Thiên một bộ nhìn như bị thần bí sư phụ uy hiếp ở biểu lộ, kỳ thực là một tên thần ma, vốn nên có cương nghị quả quyết há có thể không có. Chẳng lẽ không biết tiếp tục trì hoãn đi xuống, thương thế của mình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhân tộc thần ma cũng tới viện binh. Chính mình đem về không có có sinh cơ. Đây hết thảy Hổ Kinh Thiên toàn bộ đều biết có thể kéo dài thời gian đối hổ kinh thiên cũng không phải chuyện xấu, hổ kinh thiên là một tên thần ma, yêu đình là sẽ không bỏ qua, cho nên thời gian kéo càng lâu, yêu đình cũng có thể thuận lợi đến giúp. Tuy nhiên cũng sẽ cho người tộc chuẩn bị càng ngày càng sung túc, có thể hai hại lấy hắn nhẹ, hổ kinh thiên biết lần này xông vào nhân cảnh, hoàn toàn đã trúng kế, cho nên nhân tộc chuẩn bị từ vừa mới bắt đầu thì sung túc, như vậy kéo một chút thời gian, đối với nhân tộc tăng thêm không lớn, ngược lại đối với mình cực kỳ có lợi, có thể tại yêu đình cứu viện dưới, thu hoạch được thuộc về mình sinh cơ cái này một loại tình huống tạo thành song phương đều cố ý kéo dài thời gian thần bí sư phụ nhìn lấy rục rịch hổ kinh thiên biết nương tựa theo hổ kinh hoàng có thể thời gian trì hoãn đến cực hạn hổ kinh thiên cứ việc cũng muốn kéo dài thời gian nhưng lại là không thể vô hạn kéo dài thêm dù sao hổ kinh thiên thụ thương trạm lô kiếm mang tới thương thế chính đang không ngừng chuyển biến xấu thần bí sư phụ lại mở miệng nói hổ kinh hoàng một cái mạng không đủ như vậy lại thêm hổ kinh huyền đâu đây là một đòn sát thủ nhất thời để rụt rịch hổ kinh thiên lại một lần nữa ngăn chặn lại động thủ xúc động, cái kia một đôi mắt tách ra vô tận hào quang, không khỏi vui sướng mở miệng nói, lão tam vậy mà không có chết. Thần bí sư phụ lập tức trả lời nói, đương nhiên không có. Lần trước thiên ma tông liều mạng, hổ kinh huyền sau cùng chỉ là bị hậu thổ pháp vương nhốt lại, hậu thổ pháp vương số tuổi thọ không dài, đối với yêu tộc dài dằng dặc số tuổi thọ sinh ra lòng tham lam, muốn nương tựa theo hổ kinh huyền lĩnh hội yêu tộc sống lâu chi mê lại không tốt cũng muốn cầm hổ kinh huyền luyện chế duyên thọ đang dược đương nhiên kể trên hết thảy, toàn bộ đều là hậu thổ pháp vương si tâm vọng tưởng, muốn là dễ dàng như vậy kéo dài tuổi thọ, càng nguyên nhiên huyết đang giá trị thì không cao, phải biết càng nguyên nhiên huyết đang thế nhưng là chúng nhiều thần ma đồng loạt ra tay thôi diễn, mới sáng tạo ra một loại nghịch thiên ma đan. Hậu thổ pháp vương chuyện đương nhiên thất bại, mà khi ta lấy xuống hậu thổ pháp vương về sau, liền phát hiện hổ kinh huyền còn sống, qua nhiều năm như vậy ta ăn ngon uống sướng cung ứng lấy, bây giờ tánh mạng không lo không nói, còn mập mấy trăm cân. Trước mắt xuất hiện lớp lớp hiện một khắc này, ta liền đã trong bóng tối an bài, chỉ cần tiền bối kiên nhẫn chờ thêm nửa canh giờ, như vậy hổ kinh huyền nhất định an toàn đưa đến, tiền bối rời đi lúc có thể đem hổ kinh hoàng cùng hổ kinh huyền cùng một chỗ mang đi, cái này chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Hổ kinh thiên quả quyết phủ quyết nói, quá dài, ta cho ngươi 100 thích hô hấp thời gian, ta tin tưởng lão tam liền tại phụ cận. Này thời gian đều nhiều, bất quá ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Thần bí sư phụ lập tức lắc đầu nói, quá ngắn. Hổ kinh huyền tiền bối chính bị giam giữ tại ở ngoài ngàn dặm, thời gian ngắn như vậy căn bản không có khả năng mang về liền xem như ta không tiếc đại giới bắt đầu toàn lực đi đường cũng phải gần như nửa canh giờ hổ kinh thiên một đôi to lớn mắt hổ bắt đầu chậm rãi khép kín cùng bạo uy áp tứ phương khí tức bắt đầu nội liễm hổ kinh thiên bắt đầu nghiêm túc giữa thiên địa hiện ra ba động thập nhị phá quân nguyên thần sát trận dường như bị đồi núi áp chế bắt đầu không chịu nổi gánh nặng thần bí sư phụ gặp một màn này về sau liền vội mở miệng nói tiền bối không nên động thủ ta sẽ thúc giục toàn lực chạy đến một phút tiền bối cho vãn bối một phút thời gian, tất nhiên đem hổ kinh huyền đưa đến tiền bối trước mặt. Hổ kinh thiên mắt biết tai ngơ, giữa thiên địa bầu không khí ngưng kết, thế giới đứng im. Từ nơi sâu xa truyền ra khủng bố, chính tràn ngập tại thần bí sư phụ cùng đậu trường sinh trong lòng, thần bí sư phụ không dám thất lễ, lớn tiếng mở miệng nói, khắc đồng hồ, thì một phút thời gian. Vì biểu đạt thành ý, ta nguyện ý đem hổ kinh hoàng trước cho tiền bối. Thần bí sư phụ trực tiếp thuận tay quăng ra, trong tay hổ kinh hoàng giống như một đạo sao băng, lại là ngang nhiên ở giữa sông về nơi xa phương hướng cũng không phải là hổ kinh thiên vị trí mà chính là cùng hổ kinh thiên hoàn toàn phương hướng ngược nhau đồng thời thần bí sư phụ trong lòng giận mắng cái này hổ kinh thiên là điên rồi sao hắn đường đường thần ma lại muốn tự bạo một tôn thần ma thiêu đốt chính mình hết thảy đem linh hồn cùng huyết nhục đều hóa thành lương củi cái này tự bạo ra uy lực cường đại dường nào liền xem như thần ma nhất thời sơ xuất đều có thể bị nhất ba lưu mang đi chứ đừng nói là bọn họ những phàm phu tục tử này cái này khiến thần bí sư phụ không có lựa chọn, cũng không dám chủ động bức bách, mắng hổ kinh thiên vài câu, bắt đầu đối đệ Cửu Thiên Ma oán trách lên, đáng chết đệ Cửu Thiên Ma, cái này nhân vật chính vậy mà không lên đài, để bọn hắn cái này một số vai phụ biểu diễn. Đúng vậy, bây giờ trận này bộ phim, chân chính nhân vật chính cho tới bây giờ đều là đệ Cửu Thiên Ma. Nhưng hắn ẩn nặc không ra, bọn họ cái này một số vai phụ, cầm lấy rẻ tiền tiền lương, không có có nhân vật chính thực lực, lại là diễn nhân vật chính kịch, gánh chịu nhân vật chính đại giới, cùng đại phản phái chiến đấu cái này sao có thể thắng? Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, tích lũy thần ma chiến lực vốn liếng, há có thể một lần thì tống tán. Hổ kinh thiên người còn như điện chớp, trong nháy mắt vội xông mà ra, đã tới đến đến hổ kinh hoàng bên cạnh, đưa tay hướng về hổ kinh hoàng chụp tới, đã đem hổ kinh hoàng vây quanh tại trong ngực, nhưng mới đem hổ kinh hoàng ôm ấp ở, hổ kinh thiên lại cảm thấy đến đau xót, chính mình vết thương vị trí, đã đâm vào một cây dao găm. Cái này một cây dao găm phổ phổ thông thông, chất liệu mặc dù không tệ, có thể ước chừng chỉ là tương đương với tam phẩm bán thần binh, hơn nữa còn không có khôi phục, binh khí như thế đối với thần ma mà nói, căn bản cũng sẽ không phá phòng ngự. Nhưng chân chính lợi hại không phải chủy thủ, mà chính là chủy thủ phía trên nhiễm vết máu, lại cụ thể một số là vết máu bên trong ẩn chứa độc. Độc này vậy mà không phải phổ thông độc, đối thần ma vậy mà cũng có thể đưa đến hiệu quả, hổ kinh thiên bỗng cảm giác toàn thân rung lên, huyết nhục đều có tan rã tan rã chi thế, cánh tay tráng kiện dùng lực, sau cùng cứ thế mà đem trong ngực hổ kinh hoàng vỡ ra đến, sương máu ngược lại chỗ vẫy ra hỗn tạp huyết nhục cùng cốt cách hổ kinh thiên kinh sợ dị thường vậy mà lại bị đánh lén người trước mắt sao mà bị ổi sao mà vô sĩ ánh mắt cũng là cực kỳ tinh chuẩn vậy mà liếc mắt xem thấu chính mình lớn nhất thiếu hụt từ đó bắt lấy một kích kiến công sương máu không ngừng tứ tán có thể sau một khắc vậy mà quỷ dị tụ tập lại vô số huyết nhục cùng cốt cách một lần nữa tổ hợp lại huyết nhục nhanh chóng diễn sinh sau cùng khôi phục hình người một tên tướng mạo phổ thông hoàn toàn là đường người hình dáng nam tử xuất hiện ở hổ kinh thiên trước mặt có một chút ta vừa mới nói sai chưa từng có cái gì lão lương vương lão lương vương sau cùng chỗ ẩn thân ta đi qua không giả chúng ta cũng có hợp tác có thể lão lương vương chết quá thảm rồi sau cùng huyết nhục tan rã chỉ để lại độc huyết lão lương vương coi trọng thân tình cho dù là sau cùng trước khi chết cũng phải đem bản thân phát huy đến giá trị lớn nhất biết mình không thể lưu lại thi thể không cách nào cho ta bàn giao sẽ để cho ta ghi hận đại chất tử cho nên tự mình xử lý hậu sự những thủ lấy kịch liệt đau nhất, lớn nhất sau chủ động chui vào trăm trong bình hoa, đem chính mình tan rã sau huyết dịch bảo tồn lại, không để cho bên trong độc tố tiêu tán, đây chính là lão lương vương cho ta bàn giao. Cha như một ngọn núi, thật sự là cảm động, vì thế ta từ bỏ vốn nên lấy đi bích ngọc quan hàng đao, để lại cho đại chất tử. Trước mặt cái này một vị, nói đến cũng là đồ nhi ta cho sư phụ trọng lễ, chính là đời trước vô tướng vương. Ta cố ý dùng hắn biến hóa thành lão lương vương, là vì để xác nhận tiêu thiên hữu trạng thái, hắn tu hành đại tự tại thiên ma pháp thế nhưng là có một đoạn thời gian mà lại ngoại giới bị này trọng đại biến cố hắn vậy mà co đầu rút cổ thiên ma đàm không có động tĩnh tại nghĩ tới đây là thiên ma tông bây giờ sân khấu nhân vật chính chậm chạp không ra cho nên ta hoài nghi lần này nhân vật chính vị trí có tiêu thiên hữu một vị trí chỉ cần thiên ma bia khôi phục tiêu thiên hữu có thần ma chiến lực trở thành đời thứ 10 thiên ma hậu tuyển như vậy cục thế lập tức thay đổi cho nên tiêu thiên hữu ngươi còn không xuất thủ hổ kinh thiên vốn là bị trọng thương lại bị trạm lô kiếm gây thương tích, lại trúng kỳ độc, bây giờ là thương tổn càng thêm thương tổn, đã là trọng thương khó trở lại chi thân, thực lực đã ngã rơi xuống yếu nhất thần ma tầng thứ. Sao không cướp đoạt sau cùng chiến quả, giết hổ kinh thiên, danh chấn vạn tộc. Lấy phàm tục chém thần ma, hoàn thành thiên cổ không có hành động vĩ đại. Thần bí sư phụ một câu hai ý nghĩa, cái này không chỉ là cho hổ kinh thiên cùng đậu trường sinh nói, cũng là cho tiêu thiên hữu nói, vì giải trừ tiêu thiên hữu trong lòng vấn đề, chứng minh chính mình chưa từng có kinh nhần lão lương vương u ám thâm thúy thiên ma đàm đột nhiên bắt đầu sôi trào lên thiên ma đàm đầm nước hướng tiêu mà lên một mặt tiếp lấy một mặt thiên ma bia tự thiên ma đàm dưới nước ầm vang ở giữa sông ra nhấc lên to lớn cột nước đầm nước không ngừng từ thiên ma bia phía trên rơi xuống chính mặt thiên ma bia còn cuốn tiêu thiên hữu bay múa giống như một hàng dài giống như tràn ngập vô tận quan huy quan mang ánh sáng thế gian mờ tối thiên địa trong lúc nhất thời sáng rõ tiêu thiên hữu ngạo nghễ lập tại bầu trời phía trên chính mặt thiên ma bia trên dưới tung bay khí tức liên tục tăng lên bá tuyệt ý chí hàng lâm, dường như bao trùm trên trời đất. Một đôi mắt một mảnh đen nhánh, không một chút màu tạp, như là hắc động một dạng thâm thúy, ánh mắt di động nhìn về phía thần bí sư phụ, lạnh lùng mở miệng nói, dù là ngươi hố ta, để cho ta tu đại tự tại thiên ma pháp. Có thể đến cùng thành toàn ta, hoàn thành đối thiên ma bia nắm giữ, thành công đem thiên ma bia khôi phục, công lớn hơn tội, tương lai ta sẽ tương trợ ngươi một lần. Lần này giúp ta chém giết yêu tộc. Thần bí sư phụ khiêm tốn hữu lễ, liền vội mở miệng nói, tiêu tướng quân thần uy cái thế, không ai địch nổi, chỉ là hổ yêu ở đâu là tiêu tướng quân đối thủ. Ta nguyện ý tương trợ tiêu tướng quân một chút sức lực. Thần bí sư phụ lại tăng thêm một câu nói, không chỉ ta, tiểu đồ cũng nguyện ý. Mong ước tiêu tướng quân nghịch phạt thần ma, vi chấn thiên hạ, truyền tộc ta uy. Một câu nói kia đánh thức đậu trường sinh, đậu trường sinh nhìn lấy như thần tự ma, vi phong lẫm lẫm tiêu thiên hữu, anh vợ cuộc khởi a. À. Thần bí sư phụ truyền âm thanh âm tại đậu trường sinh bên tai vang lên, tranh thủ thời gian nịnh bợ một chút, không cần để ý thể diện hai bên tiêu thiên hữu cách cái chết không xa thiên ma tông nước sâu đâu ta nửa đời trước một mực phẫn hận có thể trước đó không lâu có thần ma giải hoặc đã biết bí mật trong đó ngửi may mắn chính mình không có khôi phục thiên ma bia phải biết liền xem như đệ cửu thiên ma đều không có bò ra ngoài hố tới thiên ma bia làm vì tiên thiên thần binh có đại tự tại thiên ma pháp đây cũng không phải là thiên địa sinh ra tuyệt đối là hậu thiên người làm như thiên biến vô tướng kinh một dạng hố cuối cùng là người làm chủ vẫn là kinh làm chủ đệ cửu thiên ma còn là mình sao? Hoặc là đã là thiên ma bia. Bất quá đệ cửu thiên ma chưa từng chứng đạo tiên thiên thần ma, cần phải chưa từng chạm đến thiên ma bia căn bản, ngươi cho ta mang tiêu thiên hữu đến, thật sự là chiếu cố đại chất tử, sai. Đây là đệ cửu thiên ma ý nghĩ, hắn muốn khôi phục thiên ma bia, tìm một cái thay thế người để cho mình thoát kiếp. Thiên ma tông lần lượt liều mạng đều là đệ cửu thiên ma chủ đạo, muốn lựa chọn ra một vị mạnh nhất thiên ma người ứng cử. Thiên ma truyền thừa là tiên thiên cấp, có thể nếu là thật đột phá tiên thiên tất có đại họa, tốt nhất cũng là thần ma tầng thứ, lấy thiên ma bia phát huy ra tiên thiên chiến lực. đây là tiên tệ bệ hạ đối thiên ma tông thích đáng an trí, bất luận đây là thượng cổ một vị nào đó ma đạo cự nghiệt, hắn đã định trước đều phải cho ta nhân tộc thành thành thật thật làm thuê. thần ma tầng thứ về sau, liền bắt đầu chủ động lựa chọn người thừa kế thoát kiếp, cho nên ta cùng đệ cửu thiên ma đường tương xung, bị hắn một lời phủ quyết, ngược lại tiêu thiên hữu phù hợp hắn duyên phận, không phải vậy loại này tiên thiên thần binh, dù là chia ra làm chính, uy lực lớn vì hạ xuống có thể phải hoàn thành khôi phục, không có lâu ngày thâm niên cử hành nghi thức, mấy chục năm như một ngày cung phụng, làm sao lại thu hoạch được tán thành. Đây nhất định là đệ cửu thiên ma chủ động trợ giúp, ta nói nhiều như vậy, chính là muốn đồ nhi giá đàng hoàng một số, không muốn trong bóng tối đối tiêu thiên hữu ra tay, cái này thiên ma bia cầm lấy phỏng tay, tai họa ngầm thật sự là nhiều lắm, bên trong cất dấu đại họa, bên ngoài có thần ma nhìn chằm chằm, nắm bắt tới tay hoàn toàn là một thân cực nhã. Không bằng thì thành thành thật thật để tiêu thiên hữu thu hoạch được đi, có tiêu thiên hữu đỉnh lấy, vi sư cũng có thể chặt đứt cùng thiên ma tông liên hệ, một lần nữa thu hoạch được tự do chi thân. Xem ở tiêu thiên hữu tương lai vận mệnh nhiều thăng trầm, nhìn tại vi sư trên mặt mũi, cứ như vậy thành thành thật thật quan chiến đi, ngẫu nhiên đánh cái ra tay là có thể, tuyệt đối không nên thời khắc cuối cùng nghịch chuyển cục thế, tới một lần đại sát đặc sát, cướp đoạt hết thảy, trở thành người thắng cuối cùng. Thần bí sư phụ giống như lão mụ tử một dạng, bắt đầu lầm bà lầm bầm tiếp tục nói. Vi sư biết đồ nhi thích xem bọn họ ngươi vừa tranh giành thôi ta đăng tràng, sau đó tại bọn họ đắc ý nhất thời điểm đánh tan bọn họ, coi bọn họ là làm tiểu xấu một dạng trêu đùa, có thể làm sư lần này thật tổn thất không nổi a. À. Thì một lần. Thì lần này. Được rồi, đồ nhi có thể đại sát đặc sát, chỉ là lưu tiêu thiên hữu một mạng, cũng không cần lưu lại, hắn sống hay chết không quản được, cho vi sư lưu một cái đường sống là được rồi. Có thể ít một chút tổn thất tốt nhất rồi. Chương 500, lấy yêu thân làm mồi nhữ, thả câu nhân tộc thần ma thập nhị phá quân nguyên thần sát trận chính mặt thiên ma bia trạm lô kiếm cái này bất luận một vị nào đều là đại biểu cho thần ma chiến lực bây giờ ba cái hội tụ một đường cứ việc ba cái này đều là từ ngoại lực mà thành không tính là chánh thức thần ma cũng không bằng thần ma cường đại có thể không ngăn nổi bọn họ số lượng nhiều này uy thế đã đè qua hổ kinh thiên hổ kinh thiên một đôi mắt sinh ra hung lệ quang toàn thân trên dưới sát khí sôi trào nơi ngực phía trên mảng lớn huyết nhục đồ xấu nhất là sau cùng trúng độc chất độc này phẩm chất cực cao, tuyệt đối là thần ma tầng thứ, đáng tiếc cái này một loại độc tố đã không thuần, cái này khiến uy lực có hạ xuống. Nhưng cuối cùng uy lực hạ xuống, có thể cái này một loại kỳ độc đối hổ kinh thiên khắc chế cực lớn, đây là một môn chuyên phá nhục thân kỳ độc, tiên thiên khắc chế chú trọng luyện thể một đạo thần ma. Muốn là ở vào đỉnh phong trạng thái, không có trạm lô kiếm thương thế, cái này đã thưa thất sau kỳ độc, đối hổ kinh thiên uy hiếp không phải quá lớn, có thể không ngăn nổi độc tố quét tán vị trí, đúng lúc là trạm lô kiếm vết thương hai người hiệu quả xếp cùng nhau đối hổ kinh thiên tạo thành thương tổn nghiêm trọng giọt kia rơi huyết dịch đã không còn xích kim chi sắc mà chính là biến thành màu xanh sẫm tràn ngập một cổ hôi thối chi khí cùng phong nổi lên vân khí nhấp nhô một tiếng chấn động thiên địa hổ gầm vang lên một cái to lớn mảnh hổ tự vân khí bên trong gào thét xông ra trong chốc lát hổ kinh thiên đã hóa thành bản tướng đối với một tôn yêu tộc mà nói bọn họ trạng thái mạnh nhất cũng là hiển lộ ra yêu thân lúc đường đường một tôn thần ma đối chiến phàm phu tục tử lại bị bức ra yêu thân có thể nghĩ giờ phút này hổ kinh thiên trạng thái có bao nhiêu ác liệt. Nếu là có có thể lực chiến thắng, tuyệt đối là sẽ không hiển lộ chân thân, dạng này liền xem như chiến thắng, đối với thần ma mà nói cũng là sỉ nhục, sau trận chiến này chảy truyền thiên hạ, hổ kinh thiên đã định trước lưu lạc làm thiên hạ trò cười, mà địch nhân tuy bại nhưng vinh. Một cái cao chừng 10 trượng, dài ước chừng 30 trượng, như là một ngọn núi, gào thét sông ra về sau, đại địa oanh minh, bùng đất tung bay, bụi đất cao cao bay lên, hung mảnh cùng bạo thế sông, nhấc lên cương phong dẫn đầu vọc lên, quét ngang bốn phương tám hướng. Mênh mông khí huyết chi lực, cùng cuộn tinh khí lan yên hướng tiêu, nóng bức nhiệt độ cao khuếch tán, tứ phương hết thảy bắt đầu hòa tan, hổ miệng hơi hơi mở ra, lộ ra máu đỏ tươi bồn miệng lớn, miệng vừa hạ xuống, dường như thôn thiên thổ nhật. Quy thế kinh khủng, một miệng muốn nuốt vào phương viên mười dặm. Tiêu thiên hữu gặp một màn này, cùng cười một tiếng, thanh âm chấn động tứ phương, trực tiếp đánh tan bầu trời phía trên nhấp nhô vân khí, sáng chói ánh sáng mặt trời rơi xuống, còn như thần thánh chi quan bao phủ toàn thân, như một tôn tự trên chín tầng trời hạ phàm thần linh. Chính mặt thiên ma bia trên dưới bay múa, không ngừng bị chấn động, cùng tiêu thiên hữu lẫn nhau cộng minh, huyết nhục cùng phát tướng trong cõi u minh không ngừng thăng hoa, đã nhảy lên tới một loại không lường được độ cao. Tiêu thiên hữu trong một ý niệm thiên địa biến sắc, tiếng cười ảnh hưởng tứ phương thiên tượng, vô tận sức mạnh to lớn tự trong cánh tay diễn sinh, đưa tay ở giữa dường như có thể bắt sao cầm trăng, không gì làm không được. Cái này là bực nào thoải mái. Tiêu thiên hữu không cần thần bí sư phụ thúc giục, bước về phía trước một bước, vần quanh bay múa từng mặt thiên ma bia, tự động bắt đầu đi vào phía trước xếp thành một hàng, giống như một hàng dài, xé trời nứt đất vô cùng lực lượng ngang nhiên xông về hổ kinh thiên. Trong khoảnh khắc đụng vào nhau, trùng kích lực lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khuếch tán, mặt đất trung chuyển, bùng đất bốc hơi, mây khí tiêu tán, thiên ma bia quang mang ảm đạm, giống như giống như sao băng, toàn bộ đánh bay. Tiêu Thiên Hữu gặp một màn này không những không giận, ngược lại cười như điên nói, hổ kinh thiên ngươi không được. Đừng đừng thần ma thậm chí ngay cả ta cái này phổ thông một kích, ngươi cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản xuống. Như là sao băng bay ra thiên ma bia, tự bầu trời phía trên xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, qua trong giây lát liền đã một lần nữa trở lại tiêu thiên hữu bên cạnh thân, mà khí thế hung hung không ai bị nổi hổ kinh thiên, thế sông cũng là bị một chi xích kim mũi tên ngăn trở. Thế sông im bặt mà dừng, nhưng công kích chưa từng kết thúc, trạm lô kiếm thấy hết sáng chói, hiện lên 10 trượng, 20 trượng, không ngừng kéo dài ra, xé trời nứt đất sắc bén, phản phất muốn đem thế giới mổ ra. Cái này thời cơ chính là hổ kinh thiên lực của dùng hết, lực mới chưa sinh thời, kiếm quan phản phất có sinh mệnh đồng dạng uống lượng lưu động, đã trúng đích hổ kinh thiên to lớn thể phách. Huyết khí không ngừng lăn lộn, như là thực chất đồng dạng, biến thành huyết khí trọng giáp, che đậy kín thân thể máu thịt, kiếm quan cắt chém huyết khí trọng giáp, bẻ gãy nghiền nát đánh tan, chém trúng hổ kinh thiên huyết nhục, chỉ một thoáng huyết nhục tung bay, bạch cốt âm u lộ ra. Làm, giống như tiếng kim loại va chạm âm vang lên, bạch cốt cứng cỏi như là đồng tinh tiên kim, kháng trụ kiếm quan xâm nhập, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, còn như mưa máu đồng dạng ba cái hợp lực công kích, Hổ Kinh Thiên dù là hiển lộ ra chân thân, có thể trước mắt chiến lực cũng là hoàn toàn không địch lại. Tuần tự công kích suy yếu, đã để Hổ Kinh Thiên thực lực giảm mức độ nhiều lắm, bị thương thế quá nặng đi, cái này khiến Hổ Kinh Thiên vừa sợ vừa giận, da lông nhiễm lấy máu tươi, Hổ Kinh Thiên to lớn mắt hổ nổi lên vui sướng. Một đôi mắt hổ hoành tảo tứ phương, chân trước vụt lên từ mặt đất, Hổ Kinh Thiên đã đứng thẳng lên, to lớn bóng mờ bắt đầu bao phủ tứ phương, Hổ Kinh Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên ngông cùng Tiêu Thiên Hữu, còn có huy kiếm chém trúng chính mình đậu trường sinh cái kia trong con ngươi phẫn nộ cùng tức hỗn hển thần sắc biến mất không còn một mảnh kinh miệt nhìn lấy tiêu thiên hữu ánh mắt như là nhìn thằng hề ngữ khí lạnh nhạt nói lão tam thật không có chết đáng tiếc nhân tộc thần ma chưa đến hổ kinh thiên lời nói rơi xuống về sau hắn hơn mười trượng to lớn thể phách trong nháy mắt tan rã ra huyết nhục giống như một dòng sông dài trùng trùng điệp điệp dân trào tử vong ngay phía trước tiêu thiên hữu đứng mũi chịu sào tiêu thiên hữu phản ứng vô cùng cấp tốc tại hổ kinh thiên thái độ biến đổi lúc lập tức thì nhận thức được không đúng chính mặt thiên ma bia bắt đầu gào thét va và chạm vào nhau trong nháy mắt hợp thành tường đồng vách sắt đứng ở tiêu thiên hữu phía trước mà tiêu thiên hữu bản thân hướng về nhân cảnh nội bộ điên cùng phóng đi tiêu thiên hữu đang chạy đường đậu trường sinh cũng tại sát thần ma đậu trường sinh từ đầu đến cuối đều không loại suy nghĩ này cho tới nay là hổ kinh thiên không buông tha bọn họ không phải vậy đậu trường sinh cùng thần bí sư phụ đã sớm đem hổ kinh thiên lễ đưa ra cảnh tình cảnh này nhìn qua dường như tiêu thiên hữu nhát gan đậu trường sinh cũng như thế có thể kỳ thực bất luận là tiêu thiên hữu vẫn là đậu trường sinh đều đã nhìn ra không đúng tới hổ kinh thiên sau cùng cái này bạo phát thuần túy là hy sinh bản thân hoàn thành hắn sinh cơ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ một tôn thần ma liền xem như bị chém chết cũng không sẽ dễ dàng chết như vậy vong thậm chí là đối mặt bất lợi tình huống hổ kinh thiên hoàn toàn không cần thiết tử chiến chỉ muốn lựa chọn đào tẩu không nên nhìn đậu trường sinh bọn họ một phương ba tôn thần ma chiến lực có thể hoàn toàn giữa chẳng được hổ kinh thiên một tôn chánh thức thần ma đều lưu không được một tôn muốn muốn chạy trốn thần ma, bọn họ ba cái hợp lực, căn bản đánh không lại một tôn chánh thức thần ma. Đương nhiên cái này cũng là bọn hắn ba vị đều là xuất từ thu hoạch được thần ma chiến lực, tiêu thiên hữu mới khôi phục thiên ma bia, thần bí sư phụ thập nhị phá quân nguyên thần sát trận lần đầu biểu diễn, đầu trường sinh là trạm lô kiếm lần đầu lực lượng sung túc, tự thân cũng có nhất phẩm chiến lực, thực lực tại phàm tục bên trong đều là cường đại, nhưng tại thần ma tầng thứ đều là manh mới. Có thể làm cho một tôn thần ma, thà rằng tự giết bỏ mình cũng muốn phát động công kích, không sợ chết có thể đi nếm thử một hai, bất luận là hổ kinh thiên có cái gì mưu đồ, trực tiếp chạy cái kia là được rồi. Thiên ma bia quang mang đại nướng, sáng chó giống như một vòng mặt trời, này uy năng phấp với, từng sợi tiên thiên chi khí diễn sinh, hóa thành một đạo hào quang ống ánh, ầm vang ở giữa bạo phát sông ra. Phía trước trùng trùng điệp điệp bao phủ huyết nhục sông dài, chỉ một thoáng đã bốc hơi hơn phân nữa, một tôn thần ma thiêu đốt bản thân, lấy cái chết phát động một kích, sao mà cường đại, này uy năng đã vượt ra khỏi hổ kinh thiên đỉnh phong thời kỳ, có thể giờ phút này như là đậu hũ yếu ớt, trong nháy mắt liền đã bị trấn áp hơn phân nữa. Chính chật vật chạy trốn tiêu thiên hữu con ngươi sinh ra một tia mù mịt, có thể chật thì biến mất không thấy gì nữa, y nguyên hiện lên vẻ kiêu ngạo, ngông cùng hô to nói, không hổ là thiên ma chí bảo. Có này chí bảo nơi tay, thiên hạ lại có gì người là đối thủ của ta. Tiêu thiên hữu đứng trên bầu trời, điên cùng cười ha hả, giờ khắc này đem chiến lực một bước lên trời, thuần túy nhà giàu mới nổi hình tượng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, ăn vào gỗ sâu ba phân. Có thể sau một khắc cũng là sững sờ, bởi vì hắn trên mặt quần áo lây dính huyết điểm, cái kia không đáng chú ý huyết điểm, hóa thành một đạo đỏ như máu hư huyễn ánh sáng, đã quấn chặt lấy Tiêu Thiên Hữu, Tiêu Thiên Hữu thân thể cũng bắt đầu mờ đi, giống như bọc nước một dạng, ngay tại tự trong thế giới hiện thực biến mất. Thiên Ma Bia hộ ta. Một tiếng hô to vang lên. Sáng chói bạo phát Thiên Ma Bia, nhất thời đung đưa, giống như uống say một dạng, trên dưới rung động ở giữa, phản phất tại do dự suy tư một dạng, tiêu thiên hữu lại cao hơn hô nói, thiên ma bia cứu ta. Sau cùng một tiếng truyền ra, thiên ma bia hóa thành chính đạo lưu quan, ầm vang ở giữa phóng tới tiêu thiên hữu, tại tiêu thiên hữu hóa là hư ảo biến mất nháy mắt, thiên ma bia trực tiếp xông vào tiêu thiên hữu thể nội, sau cùng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thiên ma bia biến mất về sau, cái kia vốn là quân lính tan rã, muốn triệt để đánh tan phai mờ huyết nhục sông dài, thanh thế lại nổi lên, thông vệ khắp nơi linh khí, một đầu giống như xuyên qua thế giới huyết hà, trùng trùng điệp điệp bao phủ khắp nơi. Thần bí sư phụ không khỏi hô to nói, thành sự không có bại sự có dư tiêu thiên hữu, ngươi không thể lại kháng mấy hơi thở. Thần bí sư phụ là đau âm thanh mắng to, không có thiên ma bia thăng hoa uy lực, đi áp chế một tôn thần ma sau cùng công kích, bây giờ đến phiên bọn họ đã nhận lấy. Xích kim sắc trường cung lơ lửng mà ra, quan mang không ngừng lưu chuyển, cái này hoàn toàn là từ quan mang tạo thành, cao chừng 10 trượng trường cung xuất hiện nháy mắt, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, nguyên một đám ngồi ngay ngắn xích kim mũi tên phía trên đường cung kéo thành trăng tròn, xích kim mũi tên bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Phá quân vẫn thần cung vốn nên là sát phạt chí bảo, một cung nơi tay, thiên hạ kinh sợ, bất luận thân ở chỗ nào, một tiễn ra vượt ngang thiên sơn vạn thủy câu hồng tác mệnh. Đây mới là phá quân vẫn thần cung chân chính bộ dáng, nhưng hôm nay vật này trở thành diễn sinh sát trận chi vật không nói, lại bị thần bí sư phụ mở ra một loại chạy trốn chi pháp, tốc độ kia quan tuyệt thiên hạ. Động tác này thành thạo, hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú, trước đó không biết bao nhiêu lần tập diễn, mới có thể một mạch mà thành, một thích hô hấp cũng chưa tới hoàn thành chạy trốn. Phá quân vẫn thần cung quan ảnh, bắt đầu chậm chậm tán loạn, đơn độc lưu lại chính là Điền Nhân Long, thập nhị phá quân nguyên thần sát trận vừa ra, bí ẩn trên cơ bản bại lộ, động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm qua, thần ma không sẽ chủ động xuất thủ, có thể lưu truyền ra một hai tin tức vẫn là có thể. Cho nên vô dụng nhất ngược lại là Điền Nhân Long, như là Long Dương là địa bản thứ hai thực lực mạnh, Trần Vạn Long vì Trần thị Tam Long, còn lại đều có các ưu điểm thời khắc cuối cùng Điền Nhân Long bị bỏ. Điền Nhân Long bắt chuyện đậu trường sinh nói, phá quân vẫn thần cung còn còn sót lại nhất kích chi lực, nhanh lên đi đi nhanh. Vi sư lưu lại cho ngươi đoạn hậu, có thể kiềm chân thời gian. Bàn về tốc độ đến, đậu trường sinh tự nhiên không yếu, bất luận là thuấn di vẫn là đằng vân giá vụ, vô tướng chi phong, đều có một không hai đương đại, liền xem như thực lực mạnh hơn đậu trường sinh, cái kia cũng không phải là đối thủ, nhưng lúc này đây rất đặc thù, tuyệt đối không cách nào chạy qua huyết nhục sông dài cùng phá quân vẫn thần cung chạy trốn phương thức so sánh cũng là tương đối kém cho nên tại điện nhân long bắt chuyện lúc đầu trường sinh hóa thành vũ khí bắt đầu không ngừng thuấn di đi tới điện nhân long bên cạnh thân lại một lần nữa thuấn di đi tới xích kim mũi tên phía trên cứ việc thần bí sư phụ sẽ không chết chính mình cũng sẽ không chết có thể thần bí sư phụ làm như thế nhiều ít vẫn là khiến người ta cảm động có thể sau một khắc thần bí sư phụ sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt đã mất đi đấu chí, thở dài mở miệng nói không cần dày vò căn bản chạy không được chúng ta đều bị hố thân là phàm tục chúng ta lại là hưởng thụ lấy thần ma đãi ngộ thần bí sư phụ ủ rũ đưa tay chỉ hướng huyết nhục sông dài trên không chỗ đó không biết khi nào dâng lên một hòn đá chừng bằng nắm tay phía trên vặn và vặn vẹo điêu khắc hai chữ giống như con nòng nọc một dạng tuy nhiên văn tự không biết có thể đậu trường sinh nhìn chăm chú liếc một chút liền đã nhận ra ý nghĩa nghĩ thiên tiên điều này đại biểu lấy một loại phát tắc liên quan đến thiên địa căn bản này vì thiên tiên truyền tống thạch vì thượng của thời kỳ tiên đạo chí bảo có thể vượt ngang đại giới không nhìn biên giới đại trận phong tỏa là tạo dựng lên vượt giới đại trận cơ sở phía trên thiên tiên hai chữ đại biểu cho có thể truyền tống thiên tiên thần bí sư phụ kiến thức rộng rãi ngữ khí đi thống nói loại vật này bây giờ lưu giữ lưu không nhiều thiên ngoại thiên truyền tống trận cũng là căn cứ truyền tống thạch bắt trước thành lập hổ kinh thiên trong tay cái này một khối rõ ràng lực lượng tiêu hao quá nhiều nhất định phải lấy bản thân tánh mạng thôi động tay bay vạ gió a chúng ta cái này cá trong chậu vì cái gì như vậy khổ hào quang ống ánh lấp lóe về sau đậu trường sinh rõ ràng cảm nhận được chính mình người bắt đầu hóa là hư ảo một cổ dẫn dắt chi lực truyền đến đây chính là truyền tống dấu hiệu đậu trường sinh trong lòng cũng khổ lên thần bí sư phụ đúng a à, tai bay và gió a à. cái này vốn phải là thần ma tiếp nhận đãi ngộ nhưng cũng tiếc bọn họ dùng sức quá mạnh hổ kinh thiên gánh không được không là hổ kinh thiên phát hiện hổ kinh huyền biết lần này người tới cảnh mục đích đạt đến không sai sao chủ động chết rồi hắn cái này một chết hậu thủ lập tức phát động khu vực phụ cận người đều muốn cùng hắn cùng một chỗ về yêu đình. Đúng vậy, cũng là về yêu đình. Lần này gây lớn như vậy, yêu đình làm sao có thể thờ ơ, một trương thiên đạo phù triện, địa tiên hoàng dương phù vẫn là cầm cho ra. Tính đi tính lại, ngươi cho rằng chiếm thượng phong, kết quả cuối cùng xuất hiện, đây đều là đối phương để ngươi cho rằng. Liên tục đánh lén hai lần, nhìn như chiếm tiện nghi, kỳ thực là người ta cố ý yếu thế, có ý dẫn thần ma xuất thủ, nhân tộc đang câu cá, hổ kinh thiên lấy thân làm mồi, trái lại câu cá hết thảy căn nguyên cũng là cái kia một khối thiên tiên truyền tống thạch đây là ngoài dự liệu sự tình không ai từng nghĩ tới hổ kinh thiên sẽ có loại này vật trân quý đinh kiểm trách đến một tên hảo hữu chúc mừng ký chủ hảo hữu v một đã tăng thêm hổ kinh thiên thương nguyên hổ đến hảo hữu danh sách